Từ tiểu binh bắt đầu trà trộn tam quốc giới thiệu vắng tắt. Lưu Tinh Vũ, một cái nhiệt tình với lịch sử trò chơi hiện đại thanh niên, tại một lần ngẫu nhiên trong cơ hội, vậy mà tiến vào tam quốc thời đại. Hắn đầu nhập vào dưới trướng Tào Tháo, trở thành một tiểu binh bình thường trong bộ đội lý điển. Chương 1 Mới tới ba quốc Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Aspigon Window, Aspigon, Push, năm 2030, Lưu Tinh Vũ ngồi trước bàn làm việc, vừa xử lý công việc, vừa chơi Tam Quốc Chí 17. Trò chơi này thu hút anh sâu sắc với bối cảnh lịch sử tinh tế và tính chiến lược. Nhưng mà, hắn trăm triệu lần không nghĩ tới, mình sắp tự mình thể nghiệm thế giới lịch sử này. Ngay khi anh đang lên kế hoạch cho một trận chiến quan trọng, màn hình máy tính đột nhiên nhấp nháy và một lực hút mạnh mẽ kéo anh vào. Sau một khắc, hắn phát hiện mình đặt mình trong một cái náo nhiệt phi phạm phố thị bên trong. Lưu Tinh Vũ lấy lại bình tĩnh, quan sát hoàn cảnh bốn phía. Hai bên đường phố cửa hàng sang sát, các tiểu thương thét to rao bán, người đi đường nối liền không dứt. Từ xa có tiếng vó ngựa và tiếng la hét của những người lính báo trước cuộc chiến sắp tới. Hắn ý thức được mình đã xuyên qua đến tam quốc thời kỳ phố xá. Để xác nhận thời gian cụ thể, ông đi về phía một vị lão trượng bên đường, cung kính hỏi. Xin hỏi lão trượng, bây giờ là lúc nào? Lão trượng ngẩng đầu nhìn hắn một cái, nhíu nhíu mày, hồi đáp: "Người trẻ tuổi, ta cũng không biết hiện tại cụ thể là lúc nào, chỉ biết Tào Tháo tuyên bố thảo động hịch văn, các lộ chư hầu hiện tại đều hưởng ứng." Trần Lưu Thành này làm giao thông trọng đạo, tự nhiên cũng là náo nhiệt phi phàm. Nghe được Tào Tháo tuyên bố hịch văn thảo động, trong lòng Lưu Tinh Vũ chấn động. Ông nhớ rất rõ đoạn lịch sử này, đây là sự kiện vào khoảng tháng 12 năm 189 công nguyên vào năm Hán Trung Bình thứ sáu. Sau khi Tào Tháo ám sát Đổng Trác thất bại, trở về Trần Lưu, phẫn nộ tuyên bố hịch văn của Đổng Trác, kêu gọi chư hầu trong thiên hạ cùng thảo phạt động Trác. Mà kế tiếp, lịch sử phát triển hẳn là 18 lộ chư hầu hưởng ứng kêu gọi, tề tụ một chỗ, đề cử viên thiệu làm minh chủ, cùng xuất binh thảo phạt động Trác. Lưu Tinh Vũ đứng ở trong phố xá, trong lòng tràn ngập chờ mong cùng kích động. Hắn biết rõ, đây là một tiết điểm lịch sử trọng yếu, cũng là cơ hội tuyệt vời để hắn thay đổi lịch sử, viết nên truyền kỳ của mình. Ông quyết định tích cực hành động, tìm cách gia nhập liên minh thảo luận, trở thành một phần của tiến trình lịch sử này. Trần Lưu là địa bàn của Tào Lão Bản, trong thời kỳ này có rất nhiều chư hậu có thể lựa chọn, viên thiệu bảo thủ không hề có chủ kiến không cân nhắc lưu bị lan bạc kỳ hồ hiện tại đi theo đại nhĩ tặc mệnh của mình có thể không có cứng rắn như vậy từ châu quan độ tân giả vài lần lưu bị tìm được đường sống trong chỗ chết lưu tinh vũ cũng không có loại vũ lực như quan vũ trương phi không có tự tin có thể sinh tồn tôn kiên trong quá trình thảo động nhận hết viên thuật làm khó dễ tử thương thảm trọng mã đăng lưu biểu dòng dõi của công tôn toản không cần suy nghĩ xem ra chỉ có thể đầu nhập vào tàu lão bản Lưu Tinh Vũ sau khi suy nghĩ cặn kẽ, quyết định đầu nhập vào Tào Tháo. Hắn biết Tào Tháo giỏi mưu lược, có được giảng được, hơn nữa coi trọng nhân tài, là một anh chủ đáng giá đi theo. Lúc này, Tào Tháo đang chiêu binh mãi mã quy mô lớn trong thành, chuẩn bị tiếp đại các lộ chư hầu hưởng ứng hịch văn của mình. Lưu Tinh Vũ đi tới chỗ chiêu binh, chỉ thấy đám người rộn ràng nhốn nháo, đều là tráng sĩ đến ứng tuyển. Hắn xếp hàng trong hàng ngũ, lặng lặng chờ đợi. Quan quân phụ trách chiêu binh là một vị trung niên nhân dáng người khôi ngô, khuôn mặt nghiêm túc, ánh mắt của hắn như đuốc, xem kỹ mỗi một vị tráng sĩ đến ứng tuyển. Đằng sau anh là những hàng binh lính được sắp xếp gọn gàng và được huấn luyện tốt. Khi đến lượt lưu tinh vũ, hắn đi lên phía trước, thi lễ sau, cung kính nói. Tại hạ lưu tinh vũ, đặc biệt đến ứng tuyển nhập ngũ, nguyện vì quốc gia phục vụ. Quan quân đánh giá lưu tinh vũ một cái, thấy dáng người hắn thon gầy, khuôn mặt thanh tú, cũng không khôi ngô hùng tráng như những người ứng tuyển khác. Vì thế, hắn hỏi. Ngươi có võ nghệ không? Lưu Tinh Vũ ăn ngay nói thật. Tại hạ chưa từng tập võ, nhưng hơi thông văn mặt, giỏi về mưu đồ. Sĩ quan nghe xong có chút ngoại ý muốn. Bởi vì đại đa số người đến ứng tuyển đều sẽ phóng đại võ nghệ cùng chiến công của mình, lấy kỳ vọng có thể nhận được đại ngộ cùng cơ hội tốt hơn. Mà Lưu Tinh Vũ lại thản nhiên thừa nhận mình không có võ nghệ, điều này làm cho hắn không khỏi sinh ra hứng thú nồng đậm đối với Lưu Tinh Vũ. Hắn một lần nữa nhìn kỹ Lưu Tinh Vũ một cái, phát hiện khí chất cùng cách ăn nói của hắn đều có vẻ không giống người thường. Lưu Tinh Vũ mặc dù không có dáng người khôi ngô cùng chiến công hiển hách, nhưng trong ánh mắt của hắn để lộ ra một loại kiên định cùng tự tin, làm cho người ta không khỏi sinh ra hảo cảm đối với hắn. Vì vậy Quan quân quyết định cho Lưu Tinh Vũ một cơ hội, hắn nói: "Được rồi, ngươi đã thẳng thắng đối đãi, ta liền cho ngươi một cơ hội. Ngươi tạm thời phân phối đến trận doanh của Lý Điển Tướng quân, từ một gã sĩ tốt bình thường làm lên, nếu ngươi có thể ở trên chiến trường lập được công lao, tự nhiên sẽ có cơ hội tốt hơn chờ đợi ngươi." Lưu Tinh Vũ nghe xong trong lòng vui vẻ, hắn biết đây là một cơ hội tuyệt vời để triển lãm bản thân. Hắn thi lễ lần nữa, cảm kích nói: đa tạ ân diệu giác của tướng quân, tại hạ nhất định dốc hết toàn lực, không phụ sự ủy thác. Lưu Tinh Vũ đi theo đám sĩ tốt xuyên qua quân doanh Đại Môn, trước mắt rộng mở trong sáng, một mảnh rộng lớn doanh địa hiện ra ở trước mặt của hắn. Với doanh trại gọn gàng, sân huấn luyện, chuồng ngựa và các tiện nghi khác, những người lính đến và đi, bận rộn và có trật tự. Các sĩ tốt đưa Lưu Tinh Vũ tới doanh địa của Lý Điển, giới thiệu với hắn quy củ và chế độ nơi này. Lưu Tinh Vũ một bên nghe các sĩ tốt giảng giải, một bên quan sát hoàn cảnh cùng nhân viên chung quanh. Hắn biết rõ mình là một người bình thường không có bất kỳ võ công hay chức quan nào, nhưng hắn tin tưởng trí tuệ và tài năng của mình có thể phát huy tác dụng to lớn trong hoàn cảnh này. Đúng lúc này, Lưu Tinh Vũ trong đầu đột nhiên truyền đến một cái nhắc nhở âm. Thành công gia nhập Tào Tháo Trận Doanh, hệ thống mở ra. Hắn trong lòng vui vẻ, lập tức mở ra hệ thống giao diện họ và tên. Lưu tinh vũ danh tính. Không chức vụ. Không thế lực sở hữu. Tào tháo thiết kế lô. B7, 08 môn phái. Tiếu phái hệ lực lượng kiểm soát phe phái. 15% giá trị công huân. Không vũ lực. 39, 100 giá trị đầy đủ, trí thông minh. 68, 100 giá trị đầy đủ, thống soái 14, 100 đầy giá trị, sức hấp dẫn. 75, 100 giá trị đầy đủ, nhìn tin tức trên giao diện hệ thống, Lưu Tinh Vũ không khỏi có chút kinh ngạc. Sức mạnh của hắn chỉ có 39, thấp hơn nhiều so với 100, có nghĩa là biểu hiện của hắn trong chiến đấu sẽ rất tệ. Nhưng là hắn trí lực, mỹ lực cùng mỹ lực giá trị đều tương đối khá, nhất là trí lực giá trị đạt tới 68, cái này đã là phi thường cao trình độ, Lưu Tinh Vũ cảm thấy như vậy mới bình thường làm một cái hiện đại người bình thường vừa xuyên Việt đến Tam Quốc thời đại không có khả năng giống xuyên Việt trong tiểu thuyết viết như vậy trí lực liền 95, siêu Việt Lý Nho, Trần Cung, sống vai ngọa Long Phượng Hoàng những này lúc đó trí lực trần nhà, như vậy cũng rất không khoa học. Lưu Tinh Vũ dùng hệ thống dò xét lý điển một chút tên thật. Danh tính Không chức vụ Đại quý bộ binh thế lực sở hữu Tào tháo trọng tài Pavel Krok, môn phái tiếu phái hệ lực lượng kiểm soát phe phái. 15% giá trị công huân 1382 lý điển tướng quân hiện tại thuộc về cấp 2 đô úy cấp bậc, 1382 công huân giá trị hẳn là thảo phạt hoàng cân cùng tiêu diệt sơn tạc công huân, trước mắt cùng phụ thân Lý Càng, huynh trưởng Lý Chỉnh cùng một chỗ tại tàu lão bản thủ hạ. Tiếp theo lưu tin vũ mở ra nhiệm vụ hệ thống cùng kỹ năng hệ thống, nhiệm vụ hệ thống sẽ biểu hiện các loại nhiệm vụ hoàn thành nhiệm vụ có thể đạt được công huân giá trị cùng khen thưởng. Cái này đối với hắn tăng lên thuộc tính cùng địa vị của mình phi thường có trợ giúp. Mà hệ thống kỹ năng thì có thể cho hắn học tập cùng tăng lên các loại kỹ năng, bao gồm bộ binh chỉ huy, cung binh chỉ huy, kỵ binh chỉ huy, mưu kế, tài ăn nói các loại. Lưu Tinh Vũ quyết định kiểm tra hệ thống nhiệm vụ một chút. Hệ thống biểu hiện trước mắt có hai nhiệm vụ tân thủ, phương hướng văn quan cùng phương hướng võ tướng phương hướng văn quan là thảo động sắp tới trù tính quân tư ít nhất một nghìn lượng phần thưởng nhiệm vụ là trí lực gợi một giá trị cơ sở công huân năm mươi hoàn thành vượt mức nhiệm vụ có phần thưởng vượt mức phương hướng võ tướng là tăng thêm trại huấn luyện tân binh ngày bảy vũ lực gợi một giá trị cơ sở công huân năm mươi hoàn thành vượt mức nhiệm vụ như xếp hạng top mười có phần thưởng vượt mức lưu tinh vũ nhìn thấy nhiệm vụ hệ thống biểu hiện hai cái tân thủ nhiệm vụ tìm thư uyển v veduc 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 dot gausuixin dot com trong lòng nhất thời có so đo ông biết rõ sở trường của mình là mưu trí chứ không phải vũ lực vì vậy ông quyết định lựa chọn nhiệm vụ theo hướng dân quan tức là huy động ít nhất một nghìn lượng quân lý điển nhìn lưu tin vũ trước mắt trong mắt hiện lên một tia thưởng thức hắn thích sự thẳng thắn và tự tin của người thanh niên này cũng tin tưởng hắn có tài trí không tầm thường vì vậy anh quyết định cho Liu Go một cơ hội để chứng minh bản thân. Tinh Vũ à, trong tay ta có 500 lượng bạc, ta muốn ngươi trong vòng 30 ngày giúp ta kiếm thêm 1.000 lượng nữa. Lý Điển đi thẳng vào vấn đề nói. Đây là một nhiệm vụ quan trọng hạng nhất, đối với ngươi mà nói cũng là một cơ hội rất tốt. Nếu như ngươi có thể hoàn thành nhiệm vụ thành công, ta không chỉ có trọng trọng có thưởng, còn có thể đề cử ngươi với tào công, để ngươi ở trong quân mưu cầu một quan nữa chức. Lưu Tinh Vũ trong lòng khẽ động, hắn biết đây là chính mình bày ra thực lực cơ hội tốt. Hắn hít một hơi thật sâu, sau đó kiên định trả lời. "Tướng quân yên tâm, ta nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian quy định." Lý Điển nhìn ánh mắt Lưu Tinh Vũ, thấy được sự kiên định và tự tin trong mắt hắn. Hắn gật đầu, biểu thị tín nhiệm đối với Lưu Tinh Vũ. "Tốt, ta tin tưởng ngươi có thể hoàn thành nhiệm vụ." Lý Điển nói, "Nhưng ta cũng phải nói cho ngươi biết, đây là một nhiệm vụ vô cùng trọng yếu. Nếu như ngươi không thể chuẩn bị đủ bạc đúng hạn, như vậy hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Nhẹ thì trừng phạt, nặng thì chém đầu. Ta hy vọng ngươi có thể nghiêm túc đối đãi với nhiệm vụ này, đừng để cho ta thất vọng. Lưu Tinh Vũ nghe xong trong lòng căng thẳng, hắn biết Lý Điển nói thật. Tầm quan trọng của nhiệm vụ này vượt quá sức tưởng tượng của anh ta và anh ta phải cố gắng hết sức để hoàn thành nó. Anh cúi đầu thật sâu, bày tỏ sự kính trọng và quyết tâm đối với Lý Điển. Tướng quân yên tâm, ta nhất định sẽ dốc hết toàn lực hoàn thành nhiệm vụ. Xin tướng quân mỏi mắt mong chờ. Chương 02 Kiếm quân tư cách Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Aspigon Window, Aspigon, Push, sau khi lưu tin vũ rời khỏi lều của Lý Điển, trong lòng tràn ngập khẩn trương cùng chờ mong anh biết rằng nhiệm vụ này không chỉ liên quan đến tương lai và sự sống còn của cá nhân anh mà còn liên quan đến hoạt động của toàn bộ doanh trại và phúc lợi của những người lính vì vậy anh ta phải thận trọng và đưa ra một kế hoạch hoàn hảo để huy động tiền cho quân đội trở lại chỗ ở của mình lưu tinh vũ ngồi xuống bắt đầu tự hỏi ông hiểu rằng việc huy động vốn quân sự không phải là một nhiệm vụ dễ dàng và đòi hỏi phải tận dụng tối đa trí tuệ và tài hùng biện của mình hắn đầu tiên cân nhắc đến trong quân doanh tài vụ các quan viên bọn họ nắm giữ quân doanh tài vụ đại quyền nếu như có thể thuyết phục bọn họ ủng hộ mình như vậy xoay sở quân tư độ khó sẽ thật lớn giảm xuống vì thế lưu tinh vũ quyết định đi bái phỏng chủ bộ tài vụ trong quân doanh một chút khi lưu tinh vũ bước vào lều tài vụ trong lòng đã có sách lược rõ ràng hắn biết muốn xoay sở quân tư đầu tiên phải bắt đầu từ tài khoản tài chính tìm ra lỗ hổng và sai lầm có thể tồn tại sau đó sẽ tiến hành đàm phán với các thương nhân. Các vị đại nhân. Lưu Tinh Vũ mỉm cười chào hỏi mấy vị quan viên tài vụ đang bận rộn. "Ồ, ngươi là ai, có chuyện gì?" Một vị nhìn như lớn tuổi tài vụ quan viên ngẩng đầu, hỏi. Lưu Tinh Vũ đi lên phía trước, thành khẩn nói. "Đại nhân, ta là Lưu Tinh Vũ dưới trướng Lý Điển Tướng quân, có lẽ có thể vì đại nhân chia sẻ một ít công việc." Chủ bộ ngẩng đầu, đánh giá Lưu Tinh Vũ một cái trong mắt hiện lên một tiên nghi hoặc. Ồ, ngươi hiểu tài vụ cùng số học. Lưu tinh vũ trong lòng vui vẻ, biết cơ hội của mình đã tới. Hắn đi tới sổ sách trước mắt, cẩn thận xem xét. Dựa vào kiến thức toán học và tài chính hiện đại, anh nhanh chóng phát hiện ra vài sai lầm và lỗ hổng rõ ràng. Ông chỉ vào một trong những tài khoản và nói. Thưa ngài, có vẻ như có một sai sót ở đây. Theo tính toán của tôi, tháng này dường như chi tiêu nhiều hơn tháng trước rất nhiều nhưng không thấy sự gia tăng thu nhập tương ứng có thiếu sót hay hiểu lầm nào không chủ bộ nhướng mày cẩn thận hồi tưởng một chút sau đó lắc đầu nói ta đã thẩm tra đối chiếu nhiều lần thủy chung tìm không ra vấn đề ở chỗ nào ngươi có thể giúp ta tìm ra nguyên nhân và sửa chữa không lưu tinh vũ gật gật đầu bắt đầu vận dụng chính mình hiện đại toán học tri thức cẩn thận mà phân tích lên sổ sách đến Hắn một bên phân tích, một bên cùng chủ bộ trao đổi, hỏi một ít vấn đề chi tiết. Sau nhiều giờ làm việc chăm chỉ, cuối cùng anh đã tìm ra tất cả các lỗ hổng và lỗi và đưa ra giải pháp phù hợp. Chủ bộ nhìn Lưu Tinh Vũ đưa ra phương án giải quyết, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc cùng thưởng thức. Hắn vỗ vỗ vai Lưu Tinh Vũ, cười nói. Thật không ngờ ngươi lại thông thạo tài chính và toán học như vậy. Với sự giúp đỡ của ngươi, Ta tin tưởng quản lý sổ sách của quân ta sẽ có trật tự và hiệu quả hơn." Lưu Tinh Vũ trong lòng vui vẻ, biết cố gắng của mình đã được tán thành. Hắn khiêm tốn trả lời: "Đại nhân quá khen. Tại hạ chỉ cố gắng một chút, hy vọng có thể cống hiến nhiều hơn cho doanh trại." Lưu Tinh Vũ tiếp tục nói: "Đương nhiên, sức lực của một mình tôi có hạn, cần sự giúp đỡ và hướng dẫn của các vị đại nhân." nếu đại nhân có thể giới thiệu cho tôi một số công việc kinh doanh của thương nhân và cho phép tôi đàm phán với họ thì tôi tin rằng với kỹ năng số học và hiểu biết sâu sắc về tài chính của tôi tôi nhất định có thể giành được nhiều lợi ích hơn cho quân đội của tôi mấy vị quan chức tài vụ nhìn nhau cười tự hồ đối với đề nghị của lưu tinh vũ cảm thấy hứng thú quan chức tài chính lớn tuổi gật đầu và nói đề xuất của ông rất có tính xây dựng và chúng tôi cũng rất mong muốn có thể tăng hiệu quả sử dụng tiền tôi sẽ sắp xếp một số thương nhân gặp ông với hy vọng ông có thể đàm phán thành công với họ và giành được nhiều lợi ích hơn cho quân đội của chúng tôi lưu tinh vũ trong lòng vui vẻ biết kế hoạch của mình đã thành công một nửa hắn cúi người thật sâu biểu thị cảm tạ đa tạ đại nhân tín nhiệm cùng ủng hộ tại hạ nhất định đem hết toàn lực không phụ sự mong đợi của mọi người sau khi rời khỏi lều tài vụ lưu tinh vũ cảm thấy tâm tình của mình trở nên thoải mái hơn rất nhiều hắn biết mình đã thành công đạt được tín nhiệm cùng ủng hộ của các quan viên tài chính kế tiếp chỉ cần dựa theo kế hoạch hành sự cùng các thương nhân tiến hành đàm phán tranh thủ được càng nhiều lợi ích vì doanh trại gom góp được càng nhiều quân tư sáng sớm ngày hôm sau ánh mặt trời xuyên thấu qua sông cửa sổ chiếu vào trên mặt lưu tinh vũ đem hắn từ trong giấc mộng đánh thức hắn dụi dụi mắt nhớ tới cuộc đối thoại ngày hôm qua với chủ bộ trong lòng tràn ngập chờ mong anh biết đây là một cơ hội quan trọng để thể hiện tài năng của mình và nhận được sự ủng hộ của các doanh nhân. Không lâu sau, một gã binh lính đi tới chỗ ở của Lưu Tinh Vũ, truyền đạt chỉ thị của chủ bộ, báo cho hắn biết sẽ ở tử lâu trong thành nói chuyện với Thương Giả Thương. Lưu Tinh Vũ nhanh chóng sửa sang lại dung mạo của mình, đi theo binh lính ra khỏi quân doanh. Khi bọn họ đi tới tử lâu trong thành, Lưu Tinh Vũ không khỏi bị cảnh tượng trước mắt hấp dẫn. Tử lâu vẻ ngoài hoa lệ, trước cửa treo đèn lồng tươi đẹp, mặt trên viết bốn chữ to Phúc Lai like Tửu Lâu. Sau khi tiến vào Tửu Lâu, Lưu Tinh Vũ phát hiện nơi này bố trí thập phần lịch sự tao nhã. Bàn ghế đặt ngay ngắn chỉnh tề, trên mặt bàn trải khăn vải trắng noãn. Góc tường đặt một ít bồn hoa, làm cho cả Tửu Lâu tăng thêm một tia sinh khí. Dưới sự dẫn dắt của binh lính, Lưu Tinh Vũ đi tới một gian phòng lịch sự tao nhã ở lầu 2. Đẩy cửa ra, hắn nhìn thấy một vị mặt hoa lệ cẩm bào trung niên nam tử đã ngồi ở bên trong, chính phẩm lấy trà, tự hồ đang chờ đợi hắn đến. Lưu Tinh Vũ đi lên phía trước, cung kính thi lễ. Tại hạ Lưu Tinh Vũ, bái kiến đại nhân. Trung niên nam tử ngẩng đầu, đánh giá Lưu Tinh Vũ một cái, trong mắt hiện lên một tia tò mò. Hắn đặt chén trà trong tay xuống, mỉm cười nói. Thì ra là Lưu Công Tử, hạnh ngộ hạnh ngộ ta là thương nhân tơ lụa trong thành, họ Lý." Lưu Tinh Vũ cẩn thận quan sát tướng mạo của Lý Thương Cổ một chút. Hắn phát hiện dáng người trung bình của Lý Thương Cổ, khuôn mặt mượt mà, làm cho người ta có một loại cảm giác hiền lành dễ gần. Đôi mắt của ông sáng ngời, để lộ sự nhạy bén và khéo léo của một thương gia. Cẩm bào trên người tuy rằng hoa lệ, nhưng cũng không có vẻ quá mức phô trương, biểu hiện ra sự ổn trọng và khiêm tốn của hắn. Lưu Tinh Vũ trong lòng âm thầm tán thưởng, biết vị Lý Thương cổ này tuyệt không phải thương nhân bình thường. Hắn tin tưởng, chỉ cần mình có thể bày ra tài năng cùng thành ý của mình, nhất định có thể thắng được tín nhiệm cùng ủng hộ của hắn. Kết thúc cuộc trao đổi, Lý Thương giả đưa ra một vấn đề. "Lưu công tử, trong tay ta tích trữ một lượng lớn lương thực gạo, cần gấp vận chuyển đến các thành phố khác để tiêu thụ, nhưng đội ngũ vận chuyển của ta thiếu ngựa. Mà theo ta biết, trong doanh trại có không ít ngựa nhàn rỗi không biết công tử có thể hỗ trợ phối hợp mượn một ít ngựa để giải quyết khẩn cấp của ta hay không lưu tinh vũ trong lòng khẽ động biết đây là một cơ hội tốt vừa có thể giải quyết vấn đề của lý thương cổ lại có thể mang đến lợi ích cho quân doanh nhưng hắn cũng rõ ràng quân doanh sử dụng ngựa là cần trải qua nghiêm khắc phê duyệt thậm chí cần hướng tào tháo bản thân báo cáo vì vậy Ông quyết định sử dụng một mưu kế khéo léo để thực hiện nhiệm vụ này. Đầu tiên, ông ta thông cảm với Lý Thương Giả và nói, "Lý đại nhân, tôi hiểu nhu cầu của ngài. Nhưng việc sử dụng ngựa trong doanh trại cần phải trải qua một quá trình phê duyệt nghiêm ngặt. Tuy nhiên, tôi có một đề nghị, không biết ngài có muốn nghe không?" Lý Thương cổ vội vàng nói, "Nguyện nghe tường tận." Lưu Tinh Vũ mỉm cười nói, "Chúng ta có thể làm như thế này." Đầu tiên, tôi sẽ xin chỉ thị của tướng Lý Điển để xem liệu ông ấy có đồng ý cho ngài mượn một số con ngựa nhàn rỗi để sử dụng hay không, giải thích rằng đây là để hỗ trợ vận chuyển đoàn lữ hành, thúc đẩy cung cấp vật tư và phát triển kinh tế cho quân đội. Tôi cũng có thể báo cáo với tướng Lý Điển để cử 20 binh sĩ hộ tống đi cùng ngài. Điều này không chỉ đảm bảo an toàn cho ngựa, mà còn cung cấp một số trợ giúp cần thiết trên đường đi. Tôi tin rằng tướng Lý Điển và Tào Tháo Đại Nhân sẽ hiểu và ủng hộ cách làm của chúng ta. Lý Thương Cổ nghe xong, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Hắn nói. Lưu Công Tử, kế sách của ngài thật là cao minh. Cứ như vậy, vừa có thể giải quyết vấn đề vận chuyển của ta, có 20 binh sĩ hộ tống, an toàn cho ngựa đã được bảo đảm. Từ đây đến từ châu gần đó đi về tổng cộng 7 ngày, ta có thể cho thuê hai lạng bạc một ngày ngựa, cho thuê một con ngựa 50 lạng, tổng cộng 700 lạng bạc, gạo tiêu thụ còn nguyện ý phân cho tàu quân một tầng, dự tính cũng có 1.000 lạng bạc. Ta phi thường mong đợi hợp tác với ngài. Lưu Tinh Vũ nghe được Lý Thương Cổ đáp lại, trong lòng rất là hài lòng. Hắn biết rõ lần hợp tác này không chỉ giải quyết khẩn cấp của Lý Thương Cổ, đồng thời cũng mang đến lợi nhuận khả quan cho quân doanh. Ông ta mỉm cười và nói. Lý Đại Nhân, đề nghị của ngài rất công bằng và hợp lý. Sau đó, lưu tinh vũ tiếp tục để đảm bảo sự hợp tác này diễn ra suôn sẻ và lợi ích của cả hai bên được đảm bảo chúng tôi thực sự cần ký một thỏa thuận chi tiết thỏa thuận này sẽ quy định rõ ràng các chi tiết quan trọng như số lượng ngựa được mượn thời gian sử dụng cách sử dụng và thời gian trả lại đồng thời các điều khoản như tiền thuê và phân phối lợi nhuận cũng sẽ được liệt kê rõ ràng đảm bảo quyền và lợi ích của cả hai bên được bảo vệ đúng cách lý thương cổ gật đầu đồng ý cũng tỏ vẻ sẽ toàn lực phối hợp với kế hoạch chấp hành của lưu tinh vũ ông nói lưu công tử sự cân nhắc của ngài rất chu đáo tôi tin rằng với sự giúp đỡ của ngài sự hợp tác này chắc chắn sẽ thành công hoàn toàn tôi sẽ sắp xếp người để soạn thảo thỏa thuận càng sớm càng tốt và chuẩn bị những thứ như chi phí cho thuê và phân phối lợi nhuận sau khi lưu tinh vũ trở lại quân doanh lập tức tìm được lý điển tướng quân hướng hắn tường thuật tỉ mỉ chuyện thuê ngựa cho Lý Thương Cổ. Hắn đầu tiên hướng Lý Điện Tướng Quân hành một cái quân lễ, sau đó bắt đầu hắn báo cáo. Lý Điện Tướng Quân, Lưu Tinh Vũ báo cáo với ngài. Thanh âm của Lưu Tinh Vũ kiên định mà hữu lực. Lý Điện Tướng Quân ngẩng đầu, nhìn Lưu Tinh Vũ, gật đầu ý bảo hắn nói tiếp. Lưu Tinh Vũ hít một hơi thật sâu, bắt đầu báo cáo chi tiết. Hôm nay, tôi đã tiến hành trao đổi sâu sắc với Lý Thương Giả, trong tay hắn có một lượng lớn gạo cần vận chuyển đến từ châu để bán, nhưng không đủ ngựa. Vì vậy, hắn hy vọng có thể thuê một số ngựa trong doanh trại của chúng tôi để giải quyết vấn đề vận chuyển của hắn. Đồng thời, để đảm bảo an toàn cho ngựa, hắn đồng ý trả tiền thuê nhất định và hứa sẽ trả lại ngựa an toàn trong thời gian đã thỏa thuận. Lý điển tướng quân nghe xong lưu tin vũ báo cáo về sau, nhíu mày, trầm tư một lát sau hỏi. Hắn dự định thuê bao nhiêu ngựa? Lưu Tinh Vũ trả lời. Lý Thương Giả muốn thuê 50 con ngựa, thời hạn thuê là 7 ngày. Hắn nguyện ý trả tiền thuê với giá hai lượng bạc mỗi ngày, tổng cộng 700 lượng bạc. Ngoài ra, hắn còn bày tỏ lợi nhuận bán gạo lương thực sẵn sàng chia cho chúng ta một tầng, dự tính cũng có 1.000 lượng bạc. Lý Điển Tướng Quân nghe xong, trong mắt hiện lên một tia tán thưởng. Hắn gật đầu nói. Đề nghị này có chút hợp lý vừa có thể giải quyết vấn đề vận chuyển của Lý Thương Giả, lại có thể mang đến một khoản lợi nhuận khả quan cho doanh trại chúng ta. Bất quá, vấn đề an toàn của ngựa phải được bảo đảm." Lưu Tinh Vũ lập tức nói tiếp. "Vâng, tướng quân. Để đảm bảo an toàn cho ngựa, tôi đề nghị chúng ta phái 20 binh sĩ làm hộ vệ cùng đoàn lữ hành của Lý Thương Giả đi tới. Như vậy không chỉ có thể bảo đảm an toàn cho ngựa mà còn có thể cung cấp một ít trợ giúp cần thiết trên đường đi lý điển tướng quân nghe xong biểu thị tán thành người suy nghĩ rất chu toàn hai mươi binh sĩ hộ tống là đủ để bảo đảm ngựa an toàn ngoài ra chúng ta còn muốn bảo đảm tính nghiêm ngặt cùng tính công bằng của thỏa thuận cho mượn để bảo đảm lợi ích của hai bên lưu tinh vũ gật đầu tỏ vẻ đồng ý cũng nói mạc tướng đã cùng lý thương cổ thỏa thuận xong chi tiết hiệp nghị bao gồm số lượng mượn ngựa, thời gian, phương thức sử dụng cùng với thời gian trả lại các loại. Một khi hiệp nghị ký kết, tìm thư uyển www.giaosushin.com chúng ta có thể bắt đầu chấp hành kế hoạch cho mượn. Lý điển tướng quân nghe xong, hài lòng gật gật đầu. Ông nói với Lưu Tinh Vũ. Tốt lắm, anh đã làm một công việc phi thường kế hoạch cho mượn ngựa lần này vừa giải quyết được sự vội vã của lý thương gia vừa mang lại lợi nhuận cho doanh trại của chúng tôi anh tiếp tục theo dõi vấn đề này để đảm bảo mọi thứ diễn ra suôn sẻ lưu tinh vũ nghe xong trong lòng rất là phấn chấn hắn biết rõ lần này có thể được lý điển tướng quân tán thưởng cùng tín nhiệm đối với hắn ngày sau phát triển có ý nghĩa cực kỳ trọng yếu hắn kiên định trả lời vâng tướng quân mạc tướng nhất định không phụ sự ủy thác Bảo đảm kế hoạch cho thuê lần này thành công mỹ mãn. Sau khi báo cáo kết thúc, Lưu Tinh Vũ hướng Lý Điển Tướng quân hành lễ, sau đó rời khỏi lều trại. Khi Lý Thương Giả đưa hợp đồng đến doanh trại, Lưu Tinh Vũ lập tức tiến hành đọc và xem xét cẩn thận. Trong hợp đồng nêu rõ số lượng ngựa thuê, thời gian, tiền thuê và trả lại, tất cả đều phù hợp với nội dung thỏa thuận trước đó. Lưu Tinh Vũ hài lòng gật đầu, tỏ vẻ đồng ý và ký tên của mình. Sau đó, Lý Thương Cổ dựa theo ước định thanh toán một nửa tiền thế chấp, tổng cộng 350 lượng bạc. Lưu Tinh Vũ đem số bạc này thu hồi thích đáng, trong lòng tính toán lần hợp tác này sẽ mang đến lợi nhuận. Hắn tính đến, tổng cộng gom góp 1.000 lượng bạc làm tiền vốn, sau khi hợp tác hoàn thành cộng thêm một tầng chia làm, dự tính tổng lợi nhuận sẽ đạt tới 1.700 lượng bạc. Cộng thêm 500 lượng tiền vốn, sau 7 ngày trong tay hắn sẽ có 2.300 lượng bạc con số này đã vượt qua một nghìn lượng nhiệm vụ huy động vốn quân sự, khiến Lưu Tinh Vũ cảm thấy vô cùng hài lòng. Nhưng mà, hắn cũng không vì vậy mà thỏa mãn. Trong lòng Lưu Tinh Vũ có kế hoạch lớn hơn nữa, hắn muốn thông qua số tiền này kiếm thêm một ít bạc, để thu hoạch càng nhiều điểm công huân. Ông bắt đầu suy nghĩ về cách sử dụng số tiền này để đầu tư hoặc giao dịch nhiều hơn để thu được lợi nhuận lớn hơn. Chương 03 Tân thủ nhiệm vụ hoàn thành bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Aspigon Window, Aspigon, Push, Lưu Tinh Vũ sau khi nhận được 2.300 lượng bạc, trong lòng tràn ngập vui sướng cùng chờ mong. Anh ta biết rằng sự hợp tác này với Li Sang Di không chỉ hoàn thành nhiệm vụ tài trợ quân sự mà còn mang lại cho anh ta thêm lợi nhuận. Tuy nhiên, ông đã không hài lòng vì điều đó và đã bắt đầu lên kế hoạch làm thế nào để sử dụng số tiền này để đầu tư và thương mại nhiều hơn để thu được lợi nhuận lớn hơn khi Lưu Tinh Vũ tìm được Lý Thương Cổ nói đến cơ hội buôn bán tiếp theo, biết được Lý Thương Cổ ở Từ Châu có qua lại làm ăn với Mi Gia, liên quan đến buôn bán gỗ, hắn lập tức nhạy bén nắm bắt được cơ hội này. Trong một quán trà yên tĩnh, Lưu Tinh Vũ và Lý Thương Cổ ngồi đối diện nhau, hương trà lượng lờ, hai người lại không có lòng dạ thưởng thức trà, tâm tư của bọn họ tất cả đều tập trung vào việc buôn bán gỗ sắp tới. Lưu Tinh Vũ nhấp một ngụm trà, chậm rãi mở miệng. Lý Huynh, lần này chúng ta phải mưu đồ một phen. Mi buôn bán gỗ phong sinh thủy khởi, nhưng bọn họ chưa chắc có thể nghĩ đến, chúng ta sẽ từ dưới mí mắt bọn họ lặng lẽ kiếm được một khoản. Trong mắt Lý Thương Cổ hiện lên một tia tò mò. Ồ, Lưu Huynh có diệu kế gì? Lưu Tinh Vũ mỉm cười, trong mắt hiện lên một tia giảo hoạt. Chúng ta phải bắt đầu từ thu mua gỗ. Bất quá, không phải trực tiếp thu mua gỗ trên thị trường, mà là âm thầm thu mua hàng tồn kho của những thương nhân gỗ nhỏ còn chưa bị mi gia theo dõi lý thương cổ khẽ nhíu mày làm như vậy tuy có thể tránh được sự chú ý của mi gia nhưng nguy hiểm cũng không nhỏ vạn nhất thị trường thay đổi chúng ta có thể mất hết vốn liếng lưu tinh vũ gật đầu tỏ vẻ đồng ý lý huynh nói không sai vì vậy chúng ta không chỉ muốn mua gỗ mà còn muốn thổi phòng giá gỗ Tôi dự định trước tiên tung tin đồn rằng nguồn cung gỗ gần từ châu sẽ khan hiếm, như một cách để thu hút nhiều người mua hơn vào thị trường. Lý Thương giả nhướng mày. Cứ như vậy, giá gỗ quả thật sẽ tăng lên. Nhưng làm sao bảo đảm chúng ta có thể từ đó thu lợi đây? Lưu Tinh Vũ mỉm cười, tiếp tục nói. Đây chính là mấu chốt. Chúng ta phải bán gỗ trong tay với giá cao trước khi giá cả tăng lên một mức độ nhất định. Và để làm được điều này, Chúng ta cần một kênh bán hàng đáng tin cậy." Lý Thương Cổ gật đầu tỏ vẻ đồng ý, quả thật như thế. "Vậy Lưu huynh có tính toán gì không?" Lưu Tinh Vũ cười bí ẩn. "Tôi đã liên lạc với một số thương nhân gỗ ở nơi khác, họ sẵn sàng mua gỗ của chúng tôi với giá cao. Chỉ cần chúng tôi có thể bán gỗ vào đúng thời điểm, chúng tôi có thể kiếm được một khoản tiền lớn." Trong mắt Lý Thương Cổ hiện lên một tia hưng phấn. "Nói như vậy, Chúng ta lần này quả thật có hy vọng kiếm được một khoản lớn. Lưu Tinh Vũ nâng chén trà lên, nhẹ nhàng cử động. Vậy chúc chúng ta hợp tác vui vẻ, tài nguyên rộng tiếng. Hai người nhìn nhau cười, chén trà nhẹ nhàng chạm vào nhau, phát ra thanh âm thanh thúy dễ nghe. Một kế hoạch kinh doanh gỗ thông minh đang lặng lẽ hình thành trong các quán trà thân ngát. Trải qua 20 ngày tỉ mỉ lên kế hoạch và hợp tác chặt chẽ, Lưu Tinh Vũ và Lý Thương Cổ rốt cục nghênh đón thời khắc mấu chốt để lăn xê gỗ. Cùng nhau, họ đã đầu tư 10.000 lượng bạc và kiếm được lợi nhuận khổng lồ bằng cách đẩy giá gỗ lên gấp 3 lần thông qua chiến lược cường điệu thông minh. Trong 20 ngày này, Lưu Tinh Vũ đích thân đến nơi sản xuất gỗ gần Từ Châu, tìm hiểu sâu sắc tình hình cung cấp gỗ địa phương. Ông đã thiết lập quan hệ đối tác tốt với các thợ mộc địa phương, đảm bảo rằng các nguồn gỗ chất lượng cao có thể được tiếp cận với giá thấp hơn. Đồng thời, hắn còn theo dõi chặt chẽ động thái của thị trường, luôn luôn chuẩn bị điều chỉnh sách lược của mình. Mà Lý Thương Cổ thì trong khoảng thời gian này, lợi dụng kinh nghiệm thương mại phong phú cùng quan hệ giao thiệp của mình, tích cực tìm kiếm người mua tiềm năng. Ông đã tiến hành giao tiếp và trao đổi sâu sắc với các nhà khai thác gỗ trong lĩnh vực này, cho họ thấy tiềm năng và lợi thế to lớn của gỗ từ châu. Dưới sự nỗ lực của hắn, càng ngày càng nhiều người mua bắt đầu sinh ra hứng thú nồng đậm đối với gỗ từ châu. Khi nhu cầu của thị trường ngày càng tăng, Liu Xinil và Li -Gi bắt đầu đẩy giá gỗ lên từng bước. Họ đã thành công trong việc gây ra sự hoảng loạn và bùng nổ trên thị trường bằng cách kiểm soát nguồn cung và truyền bá tin tức về sự khan hiếm của thị trường. Trong quá trình này, họ luôn giữ bình tĩnh và lý trí, luôn luôn theo dõi sự thay đổi của thị trường để ra tay vào thời điểm thích hợp. Cuối cùng, sau một đợt cường điệu dữ dội, giá gỗ đã tăng gấp 3 lần so với dự kiến của họ. Lúc này, Lưu Tinh Vũ cùng Lý Thương cổ quyết đoán đem gỗ trong tay toàn bộ bán ra. Họ đã thành công trong việc bán tất cả gỗ của họ với giá cao bằng cách tham khảo ý kiến và đàm phán chặt chẽ với người mua. Thành công của việc lăn xê gỗ lần này khiến Lưu Tinh Vũ và Lý Thương Cổ đều cảm thấy vô cùng hài lòng và hưng phấn. Sáng sớm trong quân doanh, ánh mặt trời chiếu lên doanh trại chỉnh tề, trong không khí tràn ngập bùn đất cùng khí tức cỏ cây nhàn nhạt. Lưu Tinh Vũ mang theo phần thành tựu nặng trịch kia, bước vào chủ doanh trướng tâm tình của hắn vừa khẩn trương vừa chờ mong dù sao lần này hắn sẽ hướng lý điển tướng quân tự mình báo cáo thành quả huy hoàng của hắn trong lều chính lý điển tướng quân mặc áo giáp đang cùng mấy vị quan quân thương thảo quân vụ hắn cau mày ánh mắt sắc bén như chim ưng làm cho người ta có một loại uy nghiêm không ai bị nổi lưu tinh vũ hít sâu một hơi đi lên phía trước cùng kính hành lễ tướng quân lưu tinh vũ đến báo cáo tình hình hoàn thành nhiệm vụ thanh âm của lưu tinh vũ kiên định mà hữu lực lý điển tướng quân ngẩng đầu ánh mắt dừng ở trên người lưu tinh vũ hắn khẽ gật đầu ý bảo lưu tinh vũ tiến lên lưu tinh vũ đi tới trước mặt tướng quân đem bạc cùng sổ sách chi tiết trong tay trình lên tướng quân đây là toàn bộ số bạc và tài khoản huy động quân tư lần này ta dựa theo yêu cầu của ngài dùng 500 lượng bạc trong vòng 30 ngày kiếm được 40 lần, tổng cộng nhận được 20.300 lượng bạc. Trong giọng nói của Lưu Tinh Vũ lộ ra sự tự tin và tự hào. Lý điển tướng quân tiếp nhận sổ sách, cẩn thận tra cứu. Một tia ngạc nhiên lóe lên trong mắt anh, nhưng nhanh chóng được thay thế bằng sự ngưỡng mộ. Hắn ngẩng đầu, nhìn Lưu Tinh Vũ, trong mắt lóe ra quan mang thưởng thức. Rất tốt, Lưu Tinh Vũ, ngươi làm rất tốt lý điện tướng quân trong thanh âm để lộ ra hài lòng cùng tán thưởng ngươi không chỉ hoàn thành nhiệm vụ còn vượt mức hoàn thành cái này biểu hiện ra trí tuệ cùng tài năng của ngươi bổn tướng quân quyết định bổ nhiệm ngươi làm binh mã làm việc phụ trách trù tính cùng quản lý quân tư ngoài ra còn thưởng cho ngươi một nghìn lượng bạc lưu tinh vũ trong lòng vui vẻ hắn biết đây là đối với năng lực của hắn tán thành cùng tăng lên hắn cúi đầu thật sâu cảm kích nói đa tạ tướng quân tín nhiệm cùng bổ nhiệm ta nhất định dốc hết toàn lực không phủ tướng quân ủy thác lý điển tướng quân gật gật đầu tỏ vẻ hài lòng ông nhận thức rõ tiềm năng và tài năng của lưu Sinh gô và tin rằng ông có thể đóng một vai trò lớn hơn trong vai trò mới của mình anh vỗ vai lưu tinh vũ khích lệ nói làm tốt lắm lưu tinh vũ tôi tin cậu có thể làm tốt hơn lưu tinh vũ mở hệ thống ra xem thuộc tính họ và tên Lưu tinh vũ danh tính Không chức quan Binh mã hành thế lực sở hữu Tạo tháo thiết kế lô B7 08 môn phái Tiếu phái hệ lực lượng kiểm soát phe phái 15% giá trị công huân 350 lực lượng 39 trí tuệ 69 hoàn thành nhiệm vụ B1 thống soái 14 quyến rũ 75 hội nghị đánh giá hàng tháng đúng hạn tổ chức trong quân doanh, các vị tướng lĩnh theo thứ tự lên đài báo cáo tình huống công tác của mình. Đầu tiên, Hạ Hầu Uyên sải bước lên đài, giọng nói vang dội hội báo. Chú Công, cùng các vị tướng quân, ta phụ trách tuần tra an ninh phụ cận. Gần đây, chúng ta tăng cường tuần tra biên giới, giám sát chặt chẽ động thái của quân địch. Hiện nay, khu vực xung quanh không phát hiện dị thường, nhưng ta vẫn cần nhắc nhở mọi người, quân địch động trác trục trịch, chúng ta nhất thiết không thể lơ là. Lời nói của Hạ Hầu Uyên làm cho các tướng lĩnh ở đây nhao nhao gật đầu, Tào Nhân trong lòng âm thầm bội phục Hạ Hầu Uyên cẩn thận cùng cảnh giác, đồng thời cũng càng thêm kiên định quyết tâm quản lý quân doanh của mình. Tào Hồng thì nhíu mày, ý thức được tính cấp bách của công tác mộ binh, phải gia tăng cường độ chiêu mộ càng nhiều binh sĩ để tăng cường thực lực quân đội. Sau đó, Tào Nhân tiến lên, thận trọng và mạnh mẽ báo cáo chú công và các vị tướng quân, tôi phụ trách công tác quản lý doanh trại. Hiện tại, doanh trại được tổ chức rất tốt, các binh sĩ được huấn luyện nghiêm chỉnh, kỷ luật nghiêm minh. Tôi đã tăng cường huấn luyện và kiểm tra binh lính để đảm bảo họ có thể phát huy sức chiến đấu tối đa trên chiến trường. Tạo nhân báo cáo làm cho các tướng lĩnh ở đây đối với quản lý quân doanh có hiểu biết càng sâu, Hà Hầu Hiên không khỏi gật đầu khen ngợi tạo nhân nghiêm cẩn cùng tỉ mỉ. Nhạc tiếng thì thầm nghĩ trong lòng, thu thập tình báo cũng cần nghiêm cẩn và tỉ mỉ phải luôn luôn chú ý động thái của quân địch cung cấp thông tin hỗ trợ chính xác cho quân đội đến lượt tàu hồng báo cáo tình hình tuyển mộ trong giọng nói của ông mang theo một tia lo lắng chú công cùng với các vị tướng quân tôi phụ trách công tác tuyển mộ hiện nay quy mô quân đội của chúng ta tuy có mở rộng nhưng vẫn không đủ để đối phó với tình hình ngày càng căng thẳng tôi đã tăng cường tuyển mộ nhưng vẫn khó đáp ứng nhu cầu tôi khẩn cầu chúa công có thể hỗ trợ nhiều hơn để chúng ta có thể tuyển thêm binh lính báo cáo của tào hồng làm cho các tướng lĩnh ở đây cảm thấy một tia áp lực bọn họ biết rõ tầm quan trọng của công tác mộ binh hạ hầu nguyên cao mày tự hỏi làm thế nào điều phối càng nhiều tài nguyên để ủng hộ công tác mộ binh lý điển thì bắt đầu tự hỏi nhiệm vụ xoay sở quân tư của mình hy vọng có thể cung cấp càng nhiều ủng hộ cho quân đội lúc này lý điển tiến lên giọng nói trầm ổn mà mạnh mẽ chúa công cùng với các vị tướng quân tôi phụ trách huy động quân lương quân tư trong tháng qua tôi đã chuẩn bị thành công đủ lương thực và vật tư cho quân đội thông qua kế hoạch tỉ mỉ và nỗ lực không mệt mỏi đồng thời tôi cũng phát hiện ra một tân binh có tiềm năng cao lưu tinh vũ anh ấy đã thể hiện trí tuệ và tài năng xuất sắc trong quá trình huy động quân tư tôi mạnh mẽ đề cử anh ấy vào một vị trí quan trọng hơn để có thể đóng góp lớn hơn cho quân đội Lý Điển báo cáo cùng đề cử làm cho các tướng lĩnh ở đây đối với Lưu Tinh Vũ sinh ra hứng thú nồng đậm. Trong mắt Tào Tháo hiện lên một tia thưởng thức, hắn biết rõ ánh mắt cùng sức phán đoán của Lý Điển, đối với Lưu Tinh Vũ cũng sinh ra lòng hiếu kỳ. Mà các tướng lĩnh khác thì bắt đầu nghị luận sôi nổi, đối với tài năng cùng trí tuệ của Lưu Tinh Vũ tỏ vẻ tán thưởng cùng chờ mong. Ngay sau đó, Hạ Hầu Đôn tiến lên, giọng nói tràn đầy nhiệt huyết và ý chí chiến đấu. Chúa Công, tìm thư uyển www giao com và các vị tướng quân, tôi phụ trách công tác huấn luyện. Hiện tại, binh lính của chúng ta huấn luyện khắc khổ, tinh thần cao. Tôi đã tăng cường cường độ huấn luyện, nâng cao kỹ năng chiến đấu của binh sĩ. Tôi tin rằng trong tương lai gần, quân đội của chúng ta sẽ mạnh hơn, không sợ bất kỳ thách thức nào. Những lời của Hạ Hầu Đôn đã gây được tiếng vang với các tướng lĩnh hiện diện những người tự hào có một đội quân được đào tạo bài bản và có tinh thần cao như vậy. Về phần mình, Lê Tiến bắt đầu suy nghĩ về cách kết hợp thu thập thông tin tình báo với nỗ lực huấn luyện để cung cấp hỗ trợ chính xác và hiệu quả hơn cho quân đội. Cuối cùng, nhạc tiến tiến lên trong giọng nói lộ ra một tia nhạy bén và tỉnh táo. Chú Công, cùng với các vị tướng quân, tôi phụ trách công tác thu thập tình báo của động trát quân. Hiện nay, chúng ta đã xây dựng một mạng lưới tình báo hoàn thiện có thể kịp thời thu thập động thái của quân địch đồng thời tôi cũng đang tăng cường liên lạc và liên lạc với các thế lực khác để thu thập thêm thông tin có giá trị báo cáo của lê tiến đã giúp các tướng lĩnh ở đây hiểu rõ hơn về công tác tình báo bọn họ ý thức được tầm quan trọng của tình báo trong chiến tranh lý điển thì bắt đầu suy nghĩ làm thế nào kết hợp huy động vốn quân sự với thu thập tình báo cung cấp hỗ trợ toàn diện và chính xác hơn cho quân đội sau khi tất cả các tướng lĩnh báo cáo xong Tào Tháo đứng dậy với vẻ uy nghiêm và trí tuệ vang lên trong giọng nói của mình. Các tướng lĩnh báo cáo rất xuất sắc, thể hiện sức mạnh và phong thái của quân đội chúng ta. Tôi đặc biệt cảm ơn sự giới thiệu của tướng Lý Điển, tài năng và trí tuệ của Lưu Tinh Vũ sẽ tiếp thêm sức sống mới cho quân đội chúng ta. Tôi tin rằng với sự nỗ lực chung của mọi người, chúng ta nhất định có thể đánh bại động trác và bảo vệ hòa bình của đất nước. Tiếp theo, chúng ta cần tiếp tục tăng cường công tác trên mọi mặt đảm bảo sức mạnh và sức chiến đấu của quân đội không ngừng được nâng cao. Lời nói của Tào Tháo khiến các tướng lĩnh ở đây cảm thấy phấn chấn và khích lệ, họ sôi nổi bày tỏ sẽ tiếp tục cố gắng làm việc, cống hiến sức lực của mình cho thắng lợi của quân đội. Chương 04 Hội Minh Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Aspigon Window, Aspigon, Push, Tào Tháo nhìn lướt qua một vòng tướng lĩnh trong trướng, trong ánh mắt của hắn mang theo trầm ổn cùng quyết đoán, Hắn hỏi: "Các vị tướng quân, hiện nay quân đội của 18 lộ chư hầu tiến triển như thế nào?" Hạ hầu Nguyên lập tức đáp lại: "Khởi bẩm chúa công, căn cứ tình báo mới nhất, quân đội của 18 lộ chư hầu đã lục tục đến gần Tị Thủy Quan. Quân đội của các lộ chư hầu đã hạ doanh trại trước Tị Thủy Quan, chuẩn bị triển khai quyết chiến với quân đội của Đổng Trác." Tào Nhân bổ sung: "Đúng vậy, chúa công." Trước mắt, Viên Thiệu là minh chủ bộ đội của hắn ở chính bắc của tỳ thủy quan là chủ lực của các lộ quân đội chư hầu bộ đội của tôn kiên tướng quân ở bên phải viên thiệu bọn họ dẫn đầu tiến hành giao phong với quân đội của đổng trác cũng lấy được chiến quả không nhỏ nhạc tiến cung cấp tình báo cụ thể về quân địch Chú công quân đội của đổng trác đang sẵn sàng đón địch trong tỳ thủy quan do đại tướng hoa hùng tự mình xuất lĩnh bọn họ dựa vào quan ải hiểm trở nhiều lần đánh lui tiến công của quân ta hiện nay, song phương đang khẩn trương dặn co. Tào Tháo nghe mọi người báo cáo xong, cau mày, hắn biết rõ trận chiến này cũng không phải là chuyện dễ dàng. Hắn trầm giọng nói. Chư vị tướng quân, tỷ thủy quan là yếu địa đi thông Lạc Dương, chúng ta phải mau chóng chiếm lấy nơi này, mới có thể tiếp tục đẩy mạnh về phía trước. Viên thiệu là minh chủ, quyết sách của hắn cực kỳ quan trọng. Chúng ta cần hợp tác chặt chẽ với hắn, cùng nhau chế định chiến lược. Tào Tháo đứng lên, hai tay chắp sau lưng, mắt sáng như đuốc, quét nhìn các tướng lĩnh trong trướng. Hắn hít sâu một hơi, chậm rãi mở miệng, trong thanh âm để lộ ra uy nghiêm không thể nghi ngờ. Chư vị tướng quân, động trác họa loạn triều cương, ức hiếp bách tính, đã đến mức người người phải giết. Hôm nay, 18 lộ chư hầu tề tụ một chỗ, chính là thời cơ tốt để chúng ta đồng tâm hiệp lực, cùng giết quốc tặc. Hắn dừng lại một chút, ánh mắt trở nên càng thêm kiên định. Ta ý đã quyết, chúng ta phải lập tức tiến quân Tị Thủy Quan, cùng các chư hầu Hội Minh cùng nhau thương thảo kế sách phá địch. Chúng ta phải đoàn kết một lòng, mới có thể chiến thắng địch nhân cường đại. Ta tin tưởng, chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực, nhất định có thể đánh bại động trác, trả lại thiên hạ một cái thái bình. Hạ Hầu Quyên lập tức chấp tay nói: "Chú Công Anh Minh, chúng ta sớm nên tiến quân vào Tỵ Thủy Quan, cùng các chư hầu Hội Minh cùng nhau đối kháng động trác." mạc tướng nguyện ý xuất lĩnh bộ đội xuất phát trước làm chủ đường công khai tào nhân cũng theo sát phía sau tỏ thái độ chú công mạc tướng cũng nguyện theo hạ hầu tướng quân cùng đi cùng chuẩn bị sẵn sàng cho tiến quân tỵ thủy quan nhạc tiếng thì bổ sung chú công trước khi tiến quân tỵ thủy quan chúng ta cần làm tốt công tác thu thập tình báo và bố trí binh lực mạc tướng nguyện tự mình đi tiền tuyến trinh sát bảo đảm hành động của chúng ta không có sơ hở Tào Tháo nghe xong, hài lòng gật đầu, trong ánh mắt của hắn lộ ra tán thưởng cùng tín nhiệm. Hắn trầm giọng nói. Được. Thái độ của các vị tướng quân khiến ta cảm thấy vô cùng vui mừng. Hạ Hầu Uyên, Tào Nhân, hai người các ngươi xuất lĩnh bộ đội xuất phát trước, cần phải bảo đảm tiến quân của chúng ta thuận lợi không trở ngại. Nhạc tiếng, công tác tình báo của ngươi cực kỳ quan trọng, cần phải bảo đảm hành động của chúng ta có thể nắm giữ tiên cơ. Lý điển ngươi phụ trách công tác chuẩn bị hậu cần, bảo đảm đại quân thuận lợi khởi động. Hạ Hầu Đôn, Tào Hồng hai người các ngươi cùng ta sau đó xuất lĩnh trung quân theo vào, cùng các chư hầu hội minh, cùng bàn bạc bà kế sách phá địch. Hắn lần nữa quét mắt nhìn các tướng lĩnh ở đây một cái, trong thanh âm để lộ ra kiên định cùng lòng tin. Ta tin tưởng, dưới sự nỗ lực chung của mọi người, chúng ta nhất định có thể tiến quân tỵ thủy quan, cùng các chư hầu hội minh, cùng nhau đánh bại động trác. Theo mệnh lệnh của Tào Tháo, các tướng lĩnh đồng thanh đồng ý, sĩ khí dân cao. Sau khi Lý Điển trở lại doanh trại, lập tức triệu tập tất cả quan viên hậu cần cùng binh lính, trong đó bao gồm Lưu Tinh Vũ. Hắn đứng ở giữa doanh trướng, ánh mắt nghiêm túc mà kiên định, thanh âm vang dội truyền đạt mệnh lệnh cùng kế hoạch của Tào Tháo. Lưu Tinh Vũ, Lý Điển hô. Lưu Tinh Vũ lập tức tiến lên một bước, chắp tay nói: "Mạc tướng ở đây, lý điển gật đầu trầm giọng nói ta cho ngươi hạ đạt một cái trọng yếu nhiệm vụ liên quan đến chúng ta tiến quân tị thủy quan chỉnh thể chiến lược chúng ta hậu cần tiếp tế tuyến là chúng ta đại quân đường sinh mệnh phải bảo đảm thông suốt nhiệm vụ của ngươi chính là phụ trách hậu cần tiếp tế tuyến an toàn cùng ổn định ông dừng lại một chút và tiếp tục cụ thể bạn cần làm tốt những điều sau đây đầu tiên hãy đảm bảo dự trữ đầy đủ ngũ cốc và cỏ và vũ khí để đáp ứng nhu cầu hàng ngày của quân đội lớn thứ hai tăng cường tuần tra và phòng thủ các tuyến đường tiếp tế ngăn chặn quân địch tấn công và phá hoại đồng thời bạn cũng cần duy trì liên lạc chặt chẽ với các đơn vị hậu cần của các chư hầu khác phối hợp các vấn đề tiếp tế và đảm bảo hậu cần của toàn bộ liên quân được đảm bảo mạnh mẽ lý điển nhìn lưu tinh vũ với ánh mắt sáng ngời tiếp tục Nhiệm vụ này khó khăn và quan trọng, và tôi hoàn toàn tin tưởng vào khả năng của anh. Tôi tin rằng anh có thể hoàn thành nhiệm vụ này một cách xuất sắc. Nhưng tôi cũng muốn nhắc nhở anh rằng công việc hậu cần cũng đòi hỏi sự cẩn thận và tỉ mỉ không thể cẩu thả. Anh phải luôn cảnh giác, đảm bảo an toàn và ổn định cho tuyến đường tiếp tế hậu cần. Lưu Tinh Vũ nghe được nhiệm vụ an bài của Lý Điển, trong lòng cảm thấy trách nhiệm trọng đại. Hắn chấp tay nói: mạc tướng lĩnh mệnh. Nhất định dốc hết toàn lực, không phụ nhờ vả. Xin tướng quân yên tâm, mạc tướng nhất định có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ này, bảo đảm tuyến hậu cần tiếp tế của đại quân thông suốt. Lưu Tinh Vũ, dưới sự theo dõi của Lý Điển, tự tin trình bày kế hoạch của mình một cách chi tiết. Đại tướng, để đảm bảo an toàn và ổn định cho tuyến đường tiếp tế hậu cần, tôi dự định bắt đầu thực hiện từ những phương diện sau. Đầu tiên, ông chỉ ra tầm quan trọng của lương thảo và dự trữ vũ khí tôi sẽ lập tức tổ chức nhân lực tiến hành kiểm kê và thống kê số lượng lương thảo và vũ khí hiện có đảm bảo số lượng dồi dào và thiết lập kho chuyên dụng để bảo quản thích đáng đồng thời tôi sẽ sắp xếp đội ngũ mua sắm chuyên dụng đi khắp nơi mua sắm vật tư bổ sung đảm bảo nhu cầu của đại quân được đáp ứng sau đó lưu tinh vũ nói về các biện pháp tuần tra và phòng thủ để ngăn chặn sự tấn công và phá hoại của quân địch tôi dự định tổ chức các đội tuần tra tinh nhuệ tuần tra cả ngày lẫn đêm dọc theo các tuyến đường tiếp tế đảm bảo phát hiện kịp thời và ứng phó với bất kỳ mối đe dọa tiềm tàng nào đồng thời tôi sẽ thiết lập các trại tạm thời và công sự tại các nút quan trọng để tăng cường khả năng phòng thủ của các tuyến đường tiếp tế ngoài ra lưu tinh vũ còn cân nhắc đến vấn đề phối hợp với bộ đội hậu cần của các chư hầu khác tôi sẽ chủ động liên lạc với bộ đội hậu cần của các chư hầu khác thiết lập cơ chế liên lạc hiệu quả cùng thương lượng vấn đề tiếp tế thông qua chia sẻ tài nguyên và thông tin chúng ta có thể phối hợp hành động tốt hơn bảo đảm hậu cần bảo đảm mạnh mẽ cho toàn bộ liên quân cuối cùng lưu tinh vũ nhấn mạnh tầm quan trọng của sự cẩn thận và tỉ mỉ tướng quân công tác hậu cần mặc dù có vẻ tầm thường nhưng thực chất liên quan đến sự sống còn của đại quân tôi sẽ luôn luôn cảnh giác nghiêm túc đối xử với từng chi tiết, đảm bảo an toàn và ổn định của tuyến đường tiếp tế. Đồng thời, tôi cũng sẽ tăng cường đào tạo và giám sát nhân viên hậu cần, nâng cao năng lực nghiệp vụ và tinh thần trách nhiệm của họ. Lời nói của Lưu Tinh Vũ tràn ngập trí tuệ cùng quyết tâm, thể hiện ra tài năng trắc tuyệt của hắn làm tướng lĩnh hậu cần. Lý Điển nghe xong, không khỏi gật đầu khen ngợi. Tốt. Kế hoạch của ngươi chu đáo chặt chẽ mà toàn diện, cân nhắc đến các phương diện. Ta tin tưởng dưới sự dẫn dắt của ngươi, tuyến hậu cần tiếp tế của chúng ta nhất định có thể an toàn ổn định vận hành. Ngươi đi đi, dựa theo kế hoạch của ngươi mà làm việc, ta tin tưởng ngươi có thể làm rất khá. Trong quá trình tiến quân vào thủy quan, Lưu Tinh Vũ thể hiện ra năng lực phối hợp và tổ chức hậu cần xuất sắc. Ông đã bố trí cẩn thận các kho dự trữ ngũ cốc và đạn dược của quân đội lớn để đảm bảo việc tiếp cận không bị cản trở của các tuyến đường tiếp tế. Đồng thời, ông còn tích cực phối hợp với bộ đội hậu cần của các chư hầu khác cùng ứng phó với các thách thức và khó khăn lý điển vô cùng hài lòng với công việc của lưu tinh vũ anh tán thưởng sự tỉ mỉ và hiệu quả thi hành của lưu tinh vũ ở thời khắc mấu chốt lưu tinh vũ luôn có thể nhanh chóng đưa ra quyết sách cũng áp dụng biện pháp hữu hiệu bảo đảm công tác bảo đảm hậu cần của đại quân tiến hành thuận lợi sau khi hội minh tào tháo cũng đánh giá cao biểu hiện của lưu tinh vũ hắn cho rằng Lưu Tinh Vũ là một tướng lĩnh có tài hoa, có đảm đương, đã có cống hiến quan trọng cho bảo đảm hậu cần của đại quân. Bởi vậy, Tào Tháo quyết định đề bạc Lưu Tinh Vũ làm điển nông đô úy, cùng viên dẫn dưới tay viên thuộc phụ trách sự vụ hậu cần của toàn bộ liên quân. Lưu Tinh Vũ mở bản thuộc tính ra. Họ và tên. Lưu Tinh Vũ danh tính. Không chức vụ. Đại quý nông dân thế lực sở hữu. Tào Tháo thiết kế lô. B708 môn phái. Tiếu phái hệ lực lượng kiểm soát phe phái. 15% giá trị công huân. 350 lực lượng. 39 thông minh. 69 thống soái. 16 thống soái hai quyến rũ. 75 kỹ năng. Master of Arithmetic, Logistic Primary. Mấy ngày sau Tôn Kiên chiến bại, Lưu Tinh Vũ bước nhanh đi vào Lương Thảo Quân Doanh, lập tức cảm nhận được không khí không tầm thường trong ánh mắt của các binh sĩ lộ ra trầm trọng cùng sầu lo mà tôn kiên thì đứng ở trước doanh trướng cau mày giống như đang tự hỏi chuyện gì quan trọng lưu tinh vũ đi tới bên người tôn kiên nhẹ giọng hỏi tôn tướng quân có chuyện gì khẩn cấp sao tôn kiên xoay người nhìn lưu tinh vũ trong mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ cùng phẫn nộ hắn trầm giọng nói tinh vũ chúng ta lâm vào khốn cảnh. Viên giận cố ý làm khó ta, không chịu cung cấp đủ lương thảo, dẫn đến quân đội lâm vào khốn cảnh. Ta đã cố gắng hết sức, nhưng viên thuật và tào tháo đều không chịu vương tay giúp đỡ. Lưu Tinh Vũ nghe xong, trong lòng khiếp sợ không thôi. Hắn biết viên giận vẫn sinh lòng bất mãn với Tôn Kiên, nhưng không nghĩ tới hắn sẽ cố ý làm khó Tôn Kiên, dẫn đến toàn bộ quân đội lâm vào khốn cảnh. Hiện giờ, khuôn mặt Tôn Kiên xanh mét, hắn đứng ở bên cạnh Lưu Tinh Vũ, ánh mắt như đào bắn về phía viên giận ở xa xa. Lưu Tinh Vũ hiểu rõ tính tình Tôn Kiên, biết nội tâm hắn giờ phút này tràn ngập phẫn nộ cùng bất mãn. Viên giận, đệ đệ của viên thuật, dáng người thấp bé nhưng khí thế hung hãn, hắn nghiêng người dựa vào cửa vào doanh trướng, khóe miệng lộ ra một nụ cười khiêu khích. Hắn biết rõ Tôn Kiên bởi vì thiếu lương thảo mà chịu nhiều đau khổ, lại cố ý làm bộ hoàn toàn không biết gì cả, thậm chí còn ở chỗ này chăm chọc khiêu khích. Cơn tức giận của Tôn Kiên cuối cùng cũng bộc phát, hắn bước nhanh về phía viên giận, giọng nói như sấm sét. Viên giận, ngươi là tiểu nhân âm hiểm. Tôn Kiên ta ở tiền tuyến chiến đấu đẫm máu, vì thắng lợi của đại quân mà không tiếc sinh tử, còn ngươi lại ở hậu phương cố ý cắt xén lương thảo, đẩy ta vào chỗ chết. Viên giận cũng không bị lửa giận của Tôn Kiên hù dọa, hắn vẫn duy trì nụ cười âm hiểm, nhún vai nói. Ông tướng quân, không thể nói như vậy. Chuyện hậu cần tiếp tế rất phức tạp, ta nào biết lương thảo của ngài sẽ thiếu chứ? Có lẽ là quản lý của ngài xảy ra vấn đề. Tôn Kiên bị lời nói của viên giận làm cho thất khiếu sinh khói, hắn nắm chặt nắm đấm, hận không thể một quyền đánh ngã viên giận. Nhưng Lưu Tinh Vũ kịp thời kéo hắn lại, ý bảo hắn giữ bình tĩnh. Lưu Tinh Vũ biết, hiện tại cũng không phải lúc động thủ với viên giận bọn họ cần dùng phương thức sáng suốt hơn để đối phó với tên tiểu nhân âm hiểm này. Tôn Kiên hít sâu một hơi, cố gắng bình phục lửa giận của mình. Hắn trừng mắt nhìn viên giận, lạnh giọng nói. Viên giận, ngươi đừng tưởng rằng hành động của ngươi có thể lừa gạt được. Ta sẽ đem tất cả những chuyện này nói thật cho Tào Tháo tướng quân và các chư hầu liên quân, để bọn họ phán xét thị phi. Trong đại trướng của 18 lộ chư hầu, không khí vô cùng khẩn trương các chư hầu nghị luận sôi nổi mà tôn kiên thì đứng ở trung ương sắc mặt xanh mét mắt sáng như đuốc trong tay hắn nắm chặt một phong thư đó là viên giận cố ý làm khó hắn không chịu cung cấp chứng cứ lương thảo viên thuật ngồi ở một bên trên mặt mang theo một nụ cười chăm chọc hắn liếc mắt nhìn tôn kiên lạnh giọng nói tôn kiên ngươi luôn miệng nói viên giận làm khó ngươi không chịu cung cấp lương thảo ngươi có chứng cớ gì tôn kiên nghe vậy lập tức giơ cao bức thư trong tay lên tìm thư uyển lớn tiếng nói đây chính là chứng cớ viên giận cố ý kéo dài lương thảo khiến cho quân ta lâm vào khốn cảnh hành vi của hắn đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức chiến đấu và sĩ khí của chúng ta lâm xuân bất đắc dĩ nói ngươi cho rằng chỉ cần một bức thư là có thể định tội được sao tôn kiên tức giận đến cả người phát run hắn trừng mắt nhìn viên thuật lớn tiếng nói viên thuật ngươi chớ có ngậm máu phun người tôn kiên ta cả đời trung thành với quốc gia chưa bao giờ khinh thường làm loại hành vi tiểu nhân này phong thư này là do viên giận tự tay viết trong thư hắn thừa nhận chuyện kéo dài lương thảo ngươi sao có thể đổi trắng thay đen như thế tào tháo thấy vậy lập tức đứng lên đi đến giữa tôn kiên và viên thuật khuyên giải hai vị đều bớt giận chúng ta đều vì mục tiêu chung mà đến cần gì vì ân oán cá nhân mà tranh chấp không ngớt chứ? Tôn tướng quân, chứng cứ của ngài quả thật đầy đủ, nhưng chúng ta cũng nên cho viên tướng quân một mặt mũi, dù sao đây cũng là trên địa bàn của hắn. Không bằng như vậy, chúng ta cùng nhau thương nghị một chút, giải quyết vấn đề này như thế nào như thế nào. Viên thiệu cũng mở miệng, thanh âm của hắn nghiêng về viên thuật, nói. Tào Mạnh Đức nói có lý. Chúng ta nên thương nghị một chút làm sao giải quyết vấn đề này. Tôn Kiên, chứng cứ của ngươi tuy rằng đầy đủ, nhưng chúng ta cũng nên cân nhắc đến đại cục. Chúng ta không thể vì ân oán cá nhân mà ảnh hưởng đến sự đoàn kết của cả liên minh. Tôn Kiên nghe vậy, trong lòng tuy rằng phẫn nộ khó bình tĩnh, nhưng hắn cũng biết lúc này không thể hành động theo cảm tính. Hắn hít một hơi thật sâu, cố nén cơn giận xuống, sau đó gật đầu, nói. Được rồi, ta nguyện ý nghe theo ý kiến của mọi người, nhưng chúng ta phải nhanh chóng giải quyết vấn đề này, không thể để cho quân ta tiếp tục lâm vào khốn cảnh. Lúc này, tiểu binh vội vã và chạy vào trướng lớn, thở hồng hộc báo cáo. Khởi bẩm các vị tướng quân, hoa hùng đến khiêu chiến. Chương không năm Hâm rượu trảm hoa hùng Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Aspigon Window, Aspigon, Push, hoa hùng ở trước trận như một đầu cuồng nộ mạnh hổ, thanh âm giống như lôi đình cuồng cuồng mà đến, kiêu ngạo đến cực điểm. Hắn cầm trong tay thanh đại đao nặng trịch kia, dưới ánh mặt trời lóng lánh hàng quang, phản phất có thể bổ ra hết thảy ngăn cản. Hắn vung đại đao, mỗi một lần vung đều mang theo áp suất gió mãnh liệt, giống như muốn thôn phệ toàn bộ chiến trường. Hắn mở to hai mắt, trong ánh mắt tràn đầy khinh thường cùng khiêu khích, phản phất đang nói: "Các ngươi những này cái gọi là liên quân, bất quá là một đám ô hợp chi chúng, làm sao có thể là đối thủ của ta?" thanh âm của hắn như là mưa rền gió dữ gào thét mà đến, làm cho người ta không thể bỏ qua. Tào Tháo, Đổng Thái Sư đối với ngươi không tệ, ngươi dám ám sát hắn, thật sự là lan tâm cẩu phế, ngươi cho rằng ngươi mang theo đám này gà đất chó ngói hạng ngươi có thể cùng ta chống lại sao? Trong lời nói của hắn tràn ngập dễu cật Tào Tháo và khinh thường liên quân. Lời nói của hắn giống như một thanh đao sắc bén, đâm thẳng trái tim các tướng sĩ liên quân, để cho bọn họ cảm thấy phẫn nộ cùng khuất nhục. Tôn Kiên đứng trước trận liên quân, mắt sáng như đuốc, nhìn chầm chầm hoa hùng hung hăng khiêu chiến đối diện. Trong lòng hắn tràn ngập ngọn lửa báo thù, nhưng đồng thời cũng tràn ngập bình tĩnh cùng cảnh giác. Hắn nhớ rõ lúc trước cùng hoa hùng giao phong, bộ tướng của mình tổ mậu là như thế nào dưới đao của hoa hùng anh dũng hy sinh. Tôn Kiên hít sâu một hơi, thanh âm trầm thấp mà kiên định liên quân các lộ tướng quân nói. Chư vị tướng quân, hoa hùng chính là tay lương đệ nhất dũng sĩ, thực lực cường đại không thể khinh thường. Ta tận mắt thấy hắn ở trên chiến trường uy mãnh, một đao liền có thể bổ ra chiến mã, tổ mậu tướng quân chính là chết dưới đao của hắn. Bởi vậy chúng ta phải cẩn thận ứng đối, vạn không thể khinh địch. Thanh âm viên thiệu quanh quẩn trước trận liên quân, giống như một tảng đá lớn ném vào mặt hồ yên tĩnh, kích khởi từng tầng gần sống. Ai dám đi chiến? Trong lời nói của hắn mang theo vài phần uy nghiêm, vài phần chờ mong. Đó là một thách thức, một cơ hội và đối với mọi vị tướng ở đây, điều đó đúng. Ngay khi Viên Thiệu vừa dứt lời, sau lưng Viên thuật chuyển ra một vị tướng lĩnh dũng mãnh, Du Thiệp. Thân hình hắn khôi ngô, khuôn mặt cương nghị, trong mắt lóe ra quang mang kiên định. Hắn sải bước đi ra, thanh âm vang dội. "Tiểu tướng nguyện đi." Trong thanh âm của hắn tràn ngập tự tin cùng quyết tâm, phản phất đã thấy được chính mình chiến thắng Hoa hùng một khắc kia. Viên Thiệu thấy thế, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Hắn gật đầu, hạ lệnh cho Du Thiệp xuất mã nghênh chiến hoa hùng. Du Thiệp nhảy lên chiến mã, cầm trường thương trong tay, đi thẳng đến hoa hùng. Du Thiệp nhảy ngựa xuất trận, khí thế như cầu vồng, thẳng đến hoa hùng. Trường thương của hắn ở trên không trung vẽ ra một đạo quỷ tích màu bạc, mang theo thế lôi đình vạn quân hướng hoa hùng đâm tới. Hoa hùng thấy thế, trong mắt hiện lên một tia khinh thường, vung đại đao nghênh đón vũ khí của hai người va chạm trong không trung, phát ra tiếng nổ đinh tai nhức óc. Du thiệp cảm nhận được lực lượng của hoa hùng giống như cuồng triều vọt tới, trường thương của hắn bị chấn động đến cơ hồ nắm không được. Tuy nhiên, anh ta không lùi bước, thay vào đó cắn chặt răng và cố gắng hết sức để chống lại hoa siêu. Kỹ năng bắn súng của anh ta là không thể đoán trước, khi thì tấn công dữ dội như bão tố và khi thì khéo léo chu toàn như nước chảy dài. Hoa Hùng thì thể hiện ra thực lực của hắn là Tây Lương đệ nhất dũng sĩ. Đao pháp của hắn tinh xảo tuyệt luân, mỗi một lần vung đao đều như ti chấp cắt ngang chân trời, làm cho người ta hoa cả mắt. Hắn dựa vào kinh nghiệm chiến đấu phong phú, thoải mái ứng phó với công kích của Du Thiệp, cũng dần dần chiếm thượng phong. Theo thời gian trôi qua, thể lực của Du Thiệp dần dần tiêu hao hầu như không còn. Trường thương của hắn vung càng ngày càng chậm, thế tấn công cũng càng ngày càng yếu mà hoa hùng thì càng đánh càng hăng đại đao của hắn ở trên không trung vẽ ra từng đạo đao quan sắc bén làm cho du thiệp từng bước lui về phía sau cuối cùng tại hoa hùng một cái thế mạnh mẽ trầm bổ xuống du thiệp trường thương bị một đao bổ đứt hắn đem hết toàn lực ý đồ ngăn cản hoa hùng tiếp theo đao nhưng bất đắc dĩ thương thế quá nặng cuối cùng ngã xuống trên chiến trường truyền lệnh binh vội và chạy tới thanh âm mang theo vài phần run rẩy du thiệp cùng hoa hùng chiến không hợp bị hoa hùng chém. Những lời này giống như sấm sét nổ tung trước trận liên quân, các lộ chư hầu đều kinh hoảng thất sắc. Hai người nhìn nhau, trong lòng tràn ngập sợ hãi cùng bất an. Quy mảnh của hoa hùng đã khắc sâu trong lòng bọn họ, để cho bọn họ không dám dễ dàng khiêu chiến. Phan Phượng và hoa hùng giao phong, giống như một trận quyết đấu cùng phong mưa xa. Phan Phượng tay cầm rìu chiến thật lớn, mỗi một lần vung đều phản phất có thể xé rách không khí, mang theo một mảnh kình phong. Chiến phủ của hắn ở trên không trung vẽ ra từng đạo quỷ tích sắc bén, mỗi một lần rơi xuống đều phản phất muốn đem mặt đất bổ ra. Hoa hùng thì cầm trong tay một thanh trường đao, đao pháp của hắn đồng dạng tinh xảo vô cùng. Hắn có thân hình mạnh mẽ, động tác nhanh nhẹn, mỗi một lần công kích đều đánh chính xác vào chỗ yếu hại của Phan Phượng. Con dao dài của anh ta nhảy múa trong không khí, tạo ra tiếng va chạm kim loại chói tai khi va chạm với rìu chiến của Pan Phen hai người chiến đấu kịch liệt dị thường, mỗi một lần giao phong đều làm cho người ta kinh tâm động phách. Chiến phủ của Phan Phượng mãnh liệt như bão tác, mỗi lần vung triều đều giống như muốn chẻ hoa hùng thành hai nửa. Còn hoa hùng thì dựa vào đao pháp tinh xảo và kinh nghiệm chiến đấu phong phú, khéo léo ứng phó với công kích của Phan Phượng. Theo thời gian trôi qua, chiến đấu của hai người tiến vào giai đoạn gây cấn. Thể lực Phan Phượng bắt đầu dần dần tiêu hao, nhưng ý chí chiến đấu của hắn vẫn tràn đầy. Ông vung điều chiến của mình với tất cả sức mạnh của mình để cố gắng tìm ra sơ hở của Hoa Siêu. Nhưng mà, phòng ngự của Hoa Hùng lại giống như tường đồng vách sắt kiên cố không thể phá vỡ, làm cho công kích của Phan Phượng nhiều lần thất bại. Ngay khi Phan Phượng sắp kiệt sức, Hoa Hùng đột nhiên phát động một kích trí mạng. Hắn rống giận một tiếng, trường đao mang theo thế lôi đình vạn quân mãnh liệt bổ về phía Phan Phượng. Phan Phượng cảm nhận được nguy cơ trước nay chưa từng có, hắn đem hết toàn lực ý đồ ngăn cản một đau này. Tuy nhiên, do sức mạnh thể chất yếu ớt và sơ suất, Tomahawk hốc của anh đã bị hoa xiên đánh bay bằng một nhát dao. Phan Phượng mất đi vũ khí cũng không có buông tha, hắn nhanh chóng làm ra phản ứng, lăn lộn nhảy xuống ngựa, hai tay chống đất, thân thể giống như lò xo nhảy lên, hướng hoa hùng đánh tới. Ông đã cố gắng để có được một trận chiến quyết định cuối cùng chống lại Hu Xiong bằng cách tay chấm to chấm TAI thể hiện sự kiên trì và bất khuất của mình như là một võ tướng hoa hùng thấy phan phượng thế nhưng buông tha vũ khí lựa chọn vật lộn với mình trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc nhưng lập tức liền hóa thành sát cơ sắc bén hơn trường đao trong tay hắn linh hoạt như rắn độc khi thì bổ chém khi thì ám sát ý đồ ở cự ly gần trong chiến đấu nhanh chóng kết thúc trận quyết đấu này nhưng mà phan phượng mặc dù mất đi vũ khí nhưng ý chí chiến đấu của hắn lại càng thêm kiên định Hắn dựa vào kinh nghiệm chiến đấu phong phú cùng tố chất thân thể hơn người, ở trong công kích của Hoa Hùng tránh trái tránh phải, tìm kiếm cơ hội phản kích. Hai tay của hắn giống như kiềm sắt gắt gao nắm chặt cánh tay đao của Hoa Hùng, cố gắng hạn chế công kích của Hoa Hùng. Hai người chiến đấu lại tiến vào trạng thái giằng co, song phương đều cố gắng tìm ra sơ hở của đối phương. Nhưng mà, ngay tại thời khắc máu chốt này, Hoa Hùng đột nhiên phát hiện ra một sơ hở của Phan Phượng hắn mạnh một đau đâm vào ngực phan phượng phan phượng tuy rằng phản ứng nhanh chóng nhưng lại không đủ nhanh bằng đau của hoa hùng bị hoa hùng một đau đâm thủng một đời chiến thần bỏ mình trong đại doanh liên quân một mảnh yên lặng đột nhiên tiếng bước chân dồn dập phá vỡ sự yên tĩnh này một tên lính truyền lệnh vội vã xông vào doanh trướng sắc mặt ngưng trọng báo cáo khởi bẩm tướng quân phan phượng tướng quân lại bị hoa hùng chém Tin tức này giống như sấm sét giữa trời quang nổ tung trong lòng các tướng sĩ liên quân. Bọn họ khó có thể tin mở to hai mắt, phản phất muốn từ trên mặt lính truyền tin nhìn ra một chút giả dối. Nhưng ánh mắt kiên định và giọng điệu nặng nề của người lính truyền tin khiến họ hiểu rằng tất cả đều là sự thật. Viên Thiệu nhìn tư thế oai hùng của Hoa Hùng trên chiến trường như vào chỗ không người, bất đắc dĩ thở dài nói: "Nếu đại tướng Nhan Lương, văn sự của ta ở đây, Hoa hùng sao dám càng rỡ như thế? Hắn vừa dứt lời, phía sau lưu bị đột nhiên vang lên một đạo thanh âm vang dội mà kiên định. Tiểu tướng nguyện hướng trảm hoa hùng thủ cấp, hiến cho minh chủ. Viên thiệu quay đầu nhìn lại, cũng không nhận ra người này. Công tôn toản thấy vậy, vội vàng giới thiệu với viên thiệu. Đây là nhị đệ quan vũ của lưu bị, đương nhiệm cung mã thủ dưới trướng lưu bị. Văng, lầm lẫn, giả dối, giả dối. Lúc này, Lưu Tinh Vũ là người chơi thâm niên trong trò chơi Tam Quốc, biết rõ thực lực của quan nhị gia, trong toàn bộ Tam Quốc ngoại trừ Lữ Bố có thể không có đối thủ liên quan đến nhị gia. Vì thế vội vàng nháy mắt với Tào Tháo, nhắc nhở hắn quan Vũ có thể cũng không đơn giản. Tào Tháo nhận được gợi ý của Lưu Tinh Vũ, trong lòng khẽ động, lập tức tiến lên ngăn cản mệnh lệnh của viên thuật. Tào Tháo nói với viên thuật. Viên công, người này dáng vẻ phi phạm, có lẽ thực sự có một thân bản lĩnh không bằng để cho hắn đi nghênh chiến hoa hùng nếu không thắng lại theo quân pháp xử trí nói xong tào tháo bưng tới một chén rượu nóng đưa cho quan vũ nói tướng quân mời uống chén rượu tráng hành này trước quan vũ chăm chú nhìn chén rượu trong tay tào tháo trong mắt hiện lên một tia kiên định cùng tự tin hắn phất tay cự tuyệt nói tào công rượu thả xuống ta đi liền trở về đợi chém hoa hùng sau lại uống không muộn quan vũ dục ngựa phi nước đại trên chiến trường thanh long yển nguyệt đao dưới ánh mặt trời lóng lánh quang mang lạnh lẽo ánh mắt của anh ta tập trung vào hoa siêu như một con báo săn nhìn chằm chằm vào con mồi đầy quyết tâm và lạnh lùng trương phi thì ở bên cạnh đánh trống trợ trận tiếng trống rung trời giống như vì sự anh dũng trợ uy của quan vũ toàn bộ chiến trường đều bị rung động bởi tiếng trống rung trời này các binh sĩ sĩ khí dân cao chuẩn bị nghênh đón chiến đấu sắp tới Hoa Hùng nhìn thấy ánh mắt sắc bén của Quan Vũ cùng Thanh Long Yển Nguyệt Đao vung vẩy trong tay, trong lòng dân lên một cổ sợ hãi khó hiểu. Hắn nắm chặt song đao, cố gắng ở khí thế áp chế Quan Vũ, nhưng Quan Vũ bình tĩnh cùng tự tin làm cho hắn cảm thấy không thể địch nổi. Quan Vũ không có lãng phí bất kỳ thời gian, tìm thư uyển vê đúc vê đúc chấm giao su xin chấm hắn xem chuẩn thời cơ, vung lên Thanh Long Yển Nguyệt Đao lấy lôi đình thế hướng Hoa Hùng bổ đi sông đao của hoa hùng nên đón ánh đao của quan vũ nhưng chỉ trong nháy mắt hắn liền cảm thấy lực lượng của mình phản phất bị thôn vệ, không thể ngăn cản khí thế bài sơn đảo hải của quan vũ hoa hùng tâm hoảng sợ vạn phần hắn biết mình đã lâm vào tuyệt cảnh hắn cố gắng lui về phía sau nhưng đao quan của quang của quan vũ như hình với bóng gắt gao khóa chặt hắn sông đao của hoa hùng dưới thế công của quan vũ liên tiếp bại lui hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn thanh long yển nguyệt đao bổ về phía đầu của mình vào thời điểm sinh tử này, nội tâm Hoa Hùng tràn ngập tuyệt vọng cùng không cam lòng. Hắn không muốn cứ như vậy chết đi, hắn còn có rất nhiều chưa xong tâm nguyện cùng hoài bão. Nhưng mà, hiện thực lại tàn khốc, hắn không cách nào thay đổi vận mệnh của mình. Thanh Long yển nguyệt đao của Quan Vũ vẽ ra một đường công hoàng mỹ trên không trung, sau đó hung hăng bổ vào cổ Hoa Hùng. Đầu Hoa Hùng trong nháy mắt lăn xuống, máu tươi phun ra, nhuộm đỏ chiến trường. Quan Vũ vững vàng ngồi trên lưng ngựa, tay cầm thanh long yển nguyệt đao, ánh mắt lạnh lùng quét qua chiến trường. Thân ảnh của hắn dưới ánh mặt trời lộ ra vẻ càng lúc càng cao lớn uy mãnh, phản phất một tôn chiến thần giáng lâm nhân gian. Một lát sau, Quan Vũ cưỡi ngựa chạy như bay trở về, trong tay cầm đầu hoa hùng. Trên mặt hắn không có chút mệt mỏi cùng khẩn trương nào, phản phất đây hết thảy đều ở trong dự liệu của hắn. Tào Tháo thấy thế, sợ hãi than không thôi, rượu hắn vừa rót còn ấm áp, mà Quan Vũ đã hoàn thành trận chiến kinh thiên động địa này. Tào Tháo tự tay đưa cho Quan Vũ một ly rượu ấm, trên mặt tràn đầy thưởng thức cùng kính ý, thanh âm vang dội nói. Tướng quân, rượu còn ấm, mời uống rượu này. Quan Vũ khẽ gật đầu, nhận lấy chén rượu, uống một hơi cạn sạch. Chén rượu kia phản phất tượng trưng cho sự anh dũng và uy vũ của hắn, cho dù đối mặt với địch nhân cường đại, cũng có thể như dẫm trên đất bằng, ung dung ứng đối. Các chư hầu chung quanh tận mắt thấy hết thảy, bọn họ đối với sự cường đại của quan vũ đều ngầm ghi nhớ trong lòng. Chương 06 Tiến quân hổ lao Quang Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Aspigon Window, Aspigon, Push, thi thể của hoa hùng còn chưa nguội lạnh, nhưng sự anh dũng đã kích thích sĩ khí của liên quân, giống như hổ thêm cánh. Viên thiệu đứng ở trong tiếng trống trận, hạ đạt mệnh lệnh tổng tiến công, thề phải nhất cử đoạt được tỷ thủy quan. Mệnh lệnh truyền đạt trong nháy mắt, liên quân giống như xuống núi mảnh thú, hướng về tường thành phát động thủy triều giống như tiến công. Trong dòng nước lũ này, Lưu Tinh Vũ tuy không phải là tướng dũng mãnh, nhưng dưới sự vây quanh của các quân sĩ, cũng nắm chặt kiếm trong tay, bước lên con đường tiến công tường thành. Trên tường thành, quân phòng thủ như lâm đại địch, mũi tên giống như mưa dày đặt rơi xuống, ý đồ ngăn cản liên quân đi tới. Tuy nhiên, các binh sĩ liên quân không hề sợ hãi vung vũ khí và lao về phía trước trong tiếng hét trên tường thành trống trận rung trời mũi tên như mưa các quân sĩ bên cạnh lưu tinh vũ giống như một hàng rào kiên cố bảo vệ hắn ở chính giữa bọn họ đối mặt với mũi tên và lôi thạch của quân phòng thủ không hề lùi bước dùng thân thể ngăn chặn nguy hiểm cho lưu tinh vũ nhưng mà chiến tranh là tàn khốc nguy hiểm luôn như hình với bóng đột nhiên một người lính phòng thủ đã phá vỡ tuyến phòng thủ của liên quân và lao về phía liêu xin chấm iu vung giáo đối mặt với tập kích bất thình lình này nỗi sợ hãi trong lòng lưu tinh vũ giống như gió lạnh như băng trong nháy mắt truyền khắp toàn thân tuy nhiên ngay tại thời điểm nguy cấp này một quân sĩ lao mạnh về phía trước và dùng cơ thể của mình để ngăn chặn đòn chí mạng này cho liêu xin trường mâu xuyên thấu lồng ngực quân sĩ máu tươi nhuộm đỏ chiến giáp của hắn màu đỏ tươi đẹp trên chiến trường có vẻ đặc biệt chói mắt. Lưu Tinh Vũ đứng ngay tại chỗ, trơ mắt nhìn tên quân sĩ kia ngã xuống trước mặt mình, trong lòng tràn ngập khiếp sợ cùng bi thống. Tuy nhiên, nỗi đau đã được thay thế bằng sự tức giận và quyết tâm ngay lập tức, và anh biết rằng anh phải phấn chấn vì những người đồng đội đã chết của mình, vì chiến thắng của cuộc chiến này. Đúng lúc này, một gã bảo vệ Lưu Tinh Vũ binh lính đột nhiên xông lên phía trước, vũ khí trong tay hung hăng bổ về phía tên kia thủ quân binh lính. Binh lính phòng thủ trở tay không kịp, bị một đao này chém đến máu tươi đầm đìa, lực lượng giảm mạnh. Lưu tinh vũ thấy thế, lập tức nắm lấy cơ hội này. Hắn nắm chặt thanh kiếm trong tay, hít một hơi thật sâu, rồi lao về phía người lính đã bị thương. Hắn vung kiếm, dùng hết khí lực toàn thân, chém tới cổ đối thủ. Ken một tiếng, mũi kiếm cùng binh sĩ thủ quân cổ va chạm, phát ra thanh thúy kim loại va chạm. Lưu Tinh Vũ cảm thấy một cổ lực cản truyền đến, nhưng hắn cũng không có buông tha, mà là tiếp tục dùng sức vung kiếm. Rốt cục, tại một tiếng kêu thảm thiết bên trong, thủ quân binh lính đầu lâu bị Lưu Tinh Vũ mũi kiếm bổ ra, máu tươi văng khắp nơi. Đi lên tường thành, Lưu Tinh Vũ phóng tầm mắt nhìn lại, chỉ thấy tỷ thủy quan đã bị liên quân đánh hạ, cờ xí thắng lợi tung bay trong gió. Cả chiến trường tràn ngập niềm vui, những người lính ông nhau, cổ vũ và ăn mừng chiến thắng quan trọng này viên thiệu và tào tháo cũng tổ chức yến tiệc mời các tướng sĩ cùng chúc mừng trong tiệc mừng công lưu tinh vũ ngồi trong đám người trong lòng lại có chút cảm xúc phức tạp hắn hồi tưởng lại kinh nghiệm giết người đầu tiên của mình loại máu tanh cùng bạo lực này khiến cho hắn đến nay vẫn còn sợ hãi trong lòng anh tràn đầy đau buồn và biết ơn khi nghĩ về người lính đã hy sinh để bảo vệ mình mở bản property họ và tên lưu tin vũ danh tính. Không chức vụ. Đại quý nông dân thế lực sở hữu. Tào tháo thiết kế lô. B7, 08 môn phái. Tiếu phái hệ lực lượng kiểm soát phe phái. 15% giá trị công huân. 490 lực lượng. 42, Foxer 3, thông minh. 69 thống soái 16, thống soái 1, quyến rũ. 75 kỹ năng. Master of Elementi Logistic, Elementi Infanty Command Trận chiến tiếp theo là trận Hổ Lao Quang, nơi diễn ra Tam Anh Chiến Lữ Bố, nổi tiếng. Lưu Tinh Vũ tràn ngập chờ mong đối với danh trạng mang tính lịch sử này. Hắn hy vọng có thể phát huy tác dụng của mình trong trận chiến này, không chỉ vì công huân và thăng chức, mà còn vì chứng kiến và tham dự một trong những chiến dịch được bàn tán sôi nổi nhất trong lịch sử ba nước này. Khi trận chiến đến gần, Lưu Sinh bắt đầu tích cực chuẩn bị, hy vọng có thể phát huy hết khả năng của mình trong trận chiến khốc liệt này. Hắn biết rõ, mỗi một cuộc chiến đấu đều là một lần khảo nghiệm cùng cơ hội trưởng thành, hắn chờ mong có thể ở trong cuộc chiến hổ lao quan, viết nên truyền kỳ văn chương thuộc về mình. Sứ giả của Tào Tháo vội vã đến doanh trướng của Lưu Tinh Vũ, truyền đạt triệu kiến của Tào Tháo. Lưu Tinh Vũ trong lòng trùng mình Biết Tào Tháo đối với chuyện của Quan Vũ tất nhiên thập phần chú ý, hắn sửa sang lại áo giáp một chút, đi theo sứ giả đến doanh trướng Tào Tháo. Tiến vào doanh trướng, Lưu Tinh Vũ chỉ thấy Tào Tháo đang ngồi ở trên chủ vị, vẻ mặt nghiêm túc. Trong ánh mắt của hắn lộ ra một tia chờ mong cùng vội vàng, hiển nhiên đối với tình huống của Quan Vũ thập phần để ý. Tào Tháo đi thẳng vào vấn đề hỏi. "Lưu Đô Úy, ta nghe nói ngươi ở trên chiến trường đối với Quan Vũ có chút tán thưởng?" có thể hay không nói rõ tình huống của hắn. Lưu Tinh Vũ cung kính trả lời. Hồi Tào công, quan vũ chữ dài, thật là một vị anh hùng hiếm có. Hắn xuất thân từ huyện Hà Đông Giải, tự nghĩ ra đao pháp Xuân Thu 36 lộ, đao pháp tinh xảo, khí thế uy mãnh, làm cho người ta tháng phục. Ngoài ra, quan vũ tính cách trung nghĩa, đối đãi với tướng sĩ cực kỳ khoan hậu, rất được mọi người kính ngưỡng. Tào Tháo nghe xong trong mắt hiện lên một tia quan mang, Hắn đối với tài hoa cùng uy danh của Quan Vũ sớm đã nghe thấy, giờ phút này từ trong miệng Lưu Tinh Vũ lại nghe được, càng thêm kiên định quyết tâm muốn hiểu rõ Quan Vũ của hắn. Hắn truy vấn: "Như vậy, người cho rằng Quan Vũ ở trên chiến trường biểu hiện như thế nào?" Lưu Tinh Vũ trầm tư một lát, trả lời: "Biểu hiện của Quan Vũ trên chiến trường có thể nói là dũng mãnh vô địch, đao pháp của hắn uy mãnh sắc bén, thường thường có thể một đao quyết định thắng bại. Hơn nữa, hắn giỏi chỉ huy binh tốt, có thể kích thích chiến đấu của các tướng sĩ. Tuy nhiên, tính cách của hắn quá cương quyết, đôi khi có thể vì bốc đồng mà làm ra một số hành động mạo hiểm. Tào Tháo nghe xong im lặng một lát, tự hồ đang tiêu hóa lời nói của Lưu Tinh Vũ. Ông đánh giá cao sự dũng cảm và lòng trung thành của Guani, đồng thời nhận ra rằng tính cách của Guani có thể trở thành điểm yếu của mình trong lòng tào tháo âm thầm tính toán làm thế nào để phát huy hết ưu điểm của quan vũ trong trận chiến sắp tới đồng thời tránh được rủi ro do khuyết điểm của mình lưu tinh vũ thấy tào tháo rơi vào trầm tư biết hắn đã nghiêm túc suy nghĩ chuyện của quan vũ trong lòng hắn cũng tràn ngập chờ mong hy vọng tào tháo có thể mời chào được vị tướng lĩnh anh dũng này tào tháo ngồi ngay ngắn trong doanh trướng mắt sáng như đuốc nhìn chăm chú vào lưu tinh vũ hắn chậm rãi mở miệng trong thanh âm mang theo vài phần thưởng thức cùng mong đợi. Lưu Đô Úy, ngươi ở chuyện quan vũ thể hiện ra lực quan sát nhạy bén, ta cảm thấy rất vui mừng. Ngươi không chỉ có võ nghệ cao cường, càng khó có được ánh mắt phát hiện nhân tài, điều này đối với sự nghiệp phát triển của chúng ta rất quan trọng. Lưu Tinh Vũ trong lòng rùng mình, hắn không nghĩ tới Tào Tháo sẽ coi trọng chút năng lực này của mình như thế. Hắn khiêm tốn chấp tay nói. Tào công quá khen, mạc tướng chỉ tận trung chức vụ, may mắn nhận ra anh hùng như quan vũ. Có thể vì tào công hiệu lực, quả thật là vinh hạnh của mạc tướng. Tào tháo khoác tay áo, ý bảo lưu tinh vũ không cần quá khiêm tốn. Hắn trầm giọng nói. Lưu đô úy, ta hiện tại giao cho ngươi một cái nhiệm vụ. Thảo động chi chiến sau khi kết thúc, ta hy vọng ngươi có thể trong vòng 90 ngày vì ta chiêu mộ ba nhân tài. Ba người này, phải là ngươi cho rằng có tiềm lực, có năng lực, có trung thành chi tâm anh hùng hào kiệt. Ngươi có thể hoàn thành nhiệm vụ này sao? Trong lòng Lưu Tinh Vũ chấn động, hắn hiểu được đây là tín nhiệm cùng khảo nghiệm của Tào Tháo đối với năng lực của mình. Hắn hít sâu một hơi, kiên định gật đầu nói. Mạc tướng lĩnh mệnh. Nhất định không phụ Tào công ủy thác, dốc hết toàn lực hoàn thành nhiệm vụ chiêu mộ nhân tài. Tào Tháo hài lòng gật đầu, trong mắt lóe ra ánh sáng chờ mong. Ông biết rằng sự trung thành và khả năng của Lưu là đáng tin cậy, và ông tin rằng Lưu có thể hoàn thành nhiệm vụ này và mang lại sức sống mới cho sự nghiệp của mình. Hắn vỗ vỗ bả vai Lưu Tinh Vũ, trầm giọng nói: "Được, ta tin tưởng ngươi có thể làm được. Đi đi, chờ mong tin tức tốt của ngươi." Trong lòng Lưu Tinh Vũ tràn ngập kích động cùng cảm giác sứ mệnh, hắn cúi người thật sâu, sau đó xoay người rời đi. Lưu Tinh Vũ sau khi nhận được nhiệm vụ của Tào Tháo, lập tức bắt đầu suy nghĩ cặn kẽ, cân nhắc làm thế nào chiêu mộ được nhân tài thích hợp nhất cho Tào Tháo. Đầu tiên hắn nghĩ tới Triệu Vân, vị danh tướng trong lịch sử này, năm 191 mới đầu nhập vào công tôn toản, bây giờ hẳn là còn ở quận Thường Sơn. Triệu Vân không chỉ có võ nghệ cao cường, mà còn có tài lãnh đạo cực cao, có thể mang theo nghĩa tổng quận Thường Sơn đầu nhập vào công tôn toản, chứng tỏ hắn còn có năng lực tổ chức rất mạnh nếu như có thể chiêu mộ Triệu Vân đến dưới trướng Tào Tháo, không chỉ có thể tăng cường sức chiến đấu của Tào Tháo, còn có thể chiêu mộ được một nhóm tinh binh cho Tào Tháo. Kế tiếp, Lưu Tinh Vũ cân nhắc tới Thái Sử Từ. Hiện nay Thái Sử Từ tránh hàng Lưu Đông, dự tính đến năm 193 mới đầu nhập vào Khổng Dung. Thái Sử Từ dũng mãnh thiện chiến, tiễn thuật vô song, là tướng tài khó có được. Nếu như có thể sớm mời chào hắn đến dưới trướng Tào Tháo, nhất định có thể tăng thêm không ít trợ lực cho sự nghiệp của Tào Tháo. Cuối cùng, Lưu Tinh Vũ nghĩ tới Hoàng Trung. Hoàng Trung chính trực tráng niên, võ nghệ cao cường, tiễn thuật lại càng tinh xảo, là cao thủ xạ thuật khó có được. Trước mắt hắn hẳn là dưới tay Lưu biểu cháu trai Lưu Bàn làm trung lan tướng, nhưng cũng không được trọng dụng. Nếu như có thể mời chào Hoàng Trung đến dưới trướng Tào Tháo, như vậy bộ đội cung tiễn của Tào Tháo sẽ càng thêm cường đại. Để chiêu mộ thành công ba nhân tại này, Lưu Tinh Vũ lập ra một kế hoạch chi tiết. Đầu tiên ông sẽ đích thân đến quận Thường Sơn, tìm kiếm Triệu Vân, cho ông thấy hùng tâm và chí khí của Tào Tháo, cũng như cơ hội và sự phát triển mà cá nhân ông có thể đạt được dưới trướng Tào Tháo. Tiếp theo, hắn sẽ đi Lưu Đông, thuyết phục Thái Sử từ gia nhập trận doanh Tào Tháo. Cuối cùng, ông sẽ đến Kinh Châu tiếp cận hoàng trung thông qua mối quan hệ của lưu bàn và cố gắng thuyết phục ông gia nhập quân đội của tào tháo lưu tinh vũ biết rõ tầm quan trọng của nhiệm vụ này anh quyết tâm làm hết sức mình để hoàn thành nó hắn tin tưởng chỉ cần mình có thể thành công chiêu mộ được ba vị anh tài triệu vân thái sử từ và hoàng trung nhất định có thể rót sức sống mới vào sự nghiệp của tào lão bản để cho thần châu đại địa sớm ngày nhất thống ngày hôm sau lưu tinh vũ nhận được mệnh lệnh của lý điển yêu cầu hắn nhanh chóng hạ trại cho liên quân trước hổ lao quan để đại quân tiến vào chiếm giữ. Tuy nhiên, anh ta hiểu rằng đây là một nhiệm vụ khó khăn vì quân địch có thể quấy rối họ bất cứ lúc nào, trong khi gỗ, lều trại và các vật tư khác cần thiết để cắm trại cần được đưa vào vị trí nhanh chóng. Để đối phó với những thách thức này, Lưu Tinh Vũ quyết định áp dụng kế nghi binh. Ông bắt đầu bằng cách gửi các nhóm nhỏ binh sĩ tinh nhuệ cải trang thành lực lượng chính tiến hành các hoạt động cách xa các vị trí của đối phương và tạo ra ảo tưởng rằng quân đội lớn đang tập hợp ở đó. Đồng thời, ông cũng ra lệnh cho binh lính đặt pháo hoa và trống xung quanh doanh trại để tạo ra âm thanh rằng quân đội lớn đang bận rộn dựng trại. Vì nhanh chóng thu hoạch vật tư cần thiết để hạ trại, Lưu Tinh Vũ cố ý chọn lựa một nhóm binh lính trang bị nhẹ, tạo thành đội vận tải nhanh, mang theo các công cụ và thiết bị cần thiết họ nhanh chóng đến các điểm lưu trữ vật tư đã định trước để vận chuyển gỗ lều trại và các vật tư khác trở lại trại trong quá trình vận chuyển lưu tinh vũ còn đặc biệt nhấn mạnh tốc độ và tính an toàn đảm bảo vật tư có thể nhanh chóng và an toàn đến doanh trại ở trong doanh địa lưu tinh vũ tổ chức các binh sĩ nhanh chóng dựng doanh trướng cùng công sự phòng ngự họ làm việc nhanh chóng và có trật tự theo bố cục đã được lên kế hoạch trước đồng thời Lưu Tinh Vũ còn đặc biệt an bài một nhóm thợ thủ công cùng kỹ sư, phụ trách chỉ đạo các binh sĩ tiến hành dựng lều trại cùng xây dựng công sự phòng ngự, bảo đảm tính an toàn cùng tính ổn định của doanh trại. Dưới sự bảo đảm kép của Kế Nghi binh và nhanh chóng hạ trại, Lưu Tinh Vũ đã hoàn thành thành công nhiệm vụ mà Lý Điển giao cho hắn. Quân địch tuy rằng nhận ra Kế Nghi binh của Lưu Tinh Vũ, nhưng bởi vì không thể xác định vị trí và ý đồ chân chính của đại quân, bởi vậy cũng không dám dễ dàng phát động công kích mà lưu tinh vũ thì lợi dụng cơ hội này nhanh chóng mà thuận lợi hoàn thành công tác hạ trại của đại quân vì chiến đấu kế tiếp làm tốt chuẩn bị đầy đủ theo đại doanh thuận lợi đóng xong liên quân bắt đầu lục tục tới lưu tinh vũ đứng ở cửa doanh nên đón một chi lại một chi bộ đội bất cứ khi nào có quân đến ông đều đích thân tiến lên chào các tướng lĩnh bày tỏ sự chào đón nồng nhiệt và giải thích ngắn gọn vài câu về cách bố trí trại công sự và phân phối vật tư để đảm bảo các lực lượng liên minh có thể nhanh chóng hòa nhập vào doanh trại Liu xin eu đã lên kế hoạch tiếp nhận chi tiết trước thời hạn ông ra lệnh cho các binh sĩ thiết lập một số điểm tiếp nhận trong trại mỗi điểm được trang bị đầy đủ hướng dẫn viên và thông dịch viên để đảm bảo rằng các binh sĩ của các đơn vị khác nhau có thể giao tiếp suôn sẻ và được tổ chức tốt trong toàn bộ tiểu đoàn lớn ngoài ra ông còn đặc biệt sắp xếp một nhóm binh sĩ chịu trách nhiệm hướng dẫn binh sĩ liên quân đến doanh trại tương ứng của họ đảm bảo họ có thể nhanh chóng tìm được nơi đóng quân ở khu vực trung tâm đại doanh lưu tinh vũ cố ý dựng một tòa lều nghị sự to lớn đây là nơi quan trọng để các tướng lĩnh liên quân thương nghị sách lược quân sự phối hợp hành động tác chiến để đảm bảo an toàn và ổn định của lều bạc nghị sự lưu tinh vũ không chỉ tăng cường công sự phòng ngự chung quanh còn cố ý an bài một nhóm binh sĩ tinh nhuệ tiến hành thủ hộ theo liên quân không ngừng đến không khí doanh địa trở nên càng ngày càng nhiệt liệt chuẩn bị chiến đấu tiến công hổ lao quan bắt đầu. Chương 7 Chiến thần Lữ Bố Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Aspigon Window, Aspigon, Push, hổ lao quan, địa thế hiểm trở, tự như cứ điểm quân sự trời đất tạo ra. Bắc Lâm Hoàng Hà mênh mông mãnh liệt, sóng lớn cuồn cuộn, vì quan ải cung cấp sông đào bảo vệ thành tự nhiên. Nam Yên Nguyên Nga cao ngất tung nhạc, núi non trùng điệp, giống như tường thành kiên cố không thể phá vỡ. Hổ lao quan tọa lạc giữa hai đại thiên hiểm này, tự như yếu đạo cổ hồng của Trung Nguyên Đại Địa. Thủ tướng Hổ lao quan Lý Túc, một vị tướng lĩnh kinh nghiệm phong phú, cơ trí hơn người, đã sớm lúc Hoa Hùng bị giết, Phái ra khoái mã báo cáo tình hình chiến đấu với Động Trác. Sau khi biết được tin tức, Lý Túc biết rõ tầm quan trọng của Hổ lao quan, hắn lập tức triệu tập các tướng lĩnh thương thảo đối sách. Lý Túc đứng trên tường thành, mắt sáng như đuốc, trông về phía đại doanh liên quân. Hắn nhìn thấy cờ sĩ liên quân tung bay, các binh sĩ xếp thành hàng chỉnh tề, huấn luyện nghiêm chỉnh, khí thế như cầu vồng, biết đối phương khí thế hung hãn, không thể khinh thường. Ông lập tức ra lệnh đóng cửa thành và tăng cường phòng thủ của tường thành. Ông ra lệnh cho binh lính xây thêm tháp canh và tháp bắn tên trên tường thành để có thể quan sát tốt hơn tình hình địch và bắn địch. Đồng thời, hắn còn phái thêm binh lính tuần tra tường thành, bảo đảm không có chỗ sơ hở. Ngoài ra, ông đã triệu tập các thợ thủ công để củng cố tường thành và ngăn chặn quân địch sử dụng các thiết bị bao vây. Lý Túc còn chế định kế hoạch phòng ngự chi tiết. Anh ta bố trí các công sự và bẫy trước thời hạn dựa trên cách thức tấn công mà lực lượng liên minh có thể thực hiện. Ông ra lệnh cho binh lính đào hố dưới tường thành và đặt gai để cản trở bước tiến của quân địch. Lạc Dương, tòa thành trì phồn hoa ngày xưa này, hiện giờ bị bóng ma chiến tranh bao phủ. Cung điện nguy nga đứng vững, xanh vàng huy hoàng, nhưng đã khó nén tướng đổ nát. Trên tường cung, phong hỏa liên thiên, trống trận lôi động, phản phất biểu thị bão táp sắp đến. Trong cung điện, động trác ngồi trên long ỷ, sắc mặt âm trầm, trong mắt lóe ra vẻ tàn nhẫn. Báo Thư tướng, liên quân viên thiệu, Tào Tháo đã công phá tị thủy quan, đang đánh tới hổ lao quan lý túc tướng quân gửi tới cầu viện cấp báo một gã truyền lệnh binh quỳ rạp xuống trước mặt đổng trác hai tay trịnh lên cấp báo đổng trác nghe vậy sắc mặt đại biến cuống quyết phân phó tả hữu thị vệ gọi lữ bố lý nho đến nghị sự chỉ chốc lát sau lữ bố lý nho liền vội vàng chạy tới lý nho trầm giọng nói lần này tỳ thủy quan binh bại làm mất đi đại tướng hoa hùng quân giặc thế lớn đều bởi vì viên thiệu làm minh chủ thúc thúc viên ngạo lại là thái phó đương triều, nếu cùng viên thiệu lý ứng ngoại hợp, chúng ta chắc chắn sẽ lâm vào khốn cảnh. Vì kế này, trước tiên trừ viên ngạo ra, sau đó thừa tướng dẫn đại quân thảo tặc. Đổng trác nghe xong rất tán thành, lập tức hạ lệnh cho Lý Thế Dân, Quách Thuận Kiệt dẫn 500 binh vây quanh phủ đệ của thái phó viên Thuận Kiệt. Hai người Lý Thế Dân, Quách Thuận Kiệt lĩnh mệnh mà đi. Chỉ chốc lát sau liền mang theo binh lính vây quanh phủ đệ của viên thuận kiệt trong phủ đệ của viên ngạo sách, một mảnh hỗn loạn. Viên ngao mặt triều phục, sắc mặt trắng bệt, đứng trong đình viện. Hắn nhìn quanh bốn phía, chỉ thấy gia đình, thì nữ thất kinh, chạy trốn chung quanh. Trong lòng viên ngao cay đắng vô cùng, hắn biết tận thế của mình đã tới. Hai người Lý Thế Dân, Quách Thuận Kiệt dẫn binh lính sông vào phủ đệ, không phân biệt nam nữ già trẻ, gặp người liền giết. Trong lúc nhất thời, trong đình viện liên tục kêu thảm thiết, máu chảy thành sông phủ đệ của viên ngạo sách biến thành địa ngục nhân gian viên ngạo sách trơ mắt nhìn người nhà mình từng người ngã xuống trong vũng máu tim như bị đau cắt hắn cầm tức nhìn lý thế dân quách thuận kiệt hai người lớn tiếng quát các ngươi tặc tử dám giết hại trung lương như thế viên thuận ta cả đời trung thành với quốc gia lại rơi vào kết cục như thế thiên lý ở đâu công đạo ở đâu lý thế dân cười lạnh một tiếng quơ cương đau trong tay tàn nhẫn nói. Viên Thái Phó, ngươi thức thời là Tuấn Kiệt. Hôm nay Đổng Trác Thừa Tướng nắm giữ đại quyền, nếu ngươi thức thời thì nên sớm quy thuận. Đáng tiếc, ngươi lại muốn làm bạn với giặc, điều này không trách được chúng ta. Văn, lầm lẫn, giả dối, giả dối, giả dối. Viên Ngao tránh không kịp, bị trường kiếm bổ trúng ngực, lập tức máu tươi phun ra. Hắn lão đảo ngã xuống, hai mắt trợn tròn, chết không nhắm mắt. Lý Thế Dân đi lên phía trước, dẫm lên ngực viên ngạo sách, cười lạnh nói. Viên Thái Phó, thời đại của ngươi đã kết thúc. Từ nay về sau, thiên hạ này là của Đổng Trác Thừa Tướng. Văn, lầm lẫn, giả dối, giả dối. Thanh âm của bọn họ quanh quẩn trong bầu trời đêm thành lạc dương, giống như ác ma trích gào khiến người ta tim đập nhanh. Mà đầu viên ngạo sách thì lăn xuống đất trong bầu trời đêm, cặp mắt kia vẫn trợn tròn như trước giống như đang kể ra sự không cam lòng và phẫn nộ của hắn. Đầu của viên ngạo sách được treo cao trước hổ lao quan, như một lời cảnh cáo nghiêm khắc đối với phiến quân và tất cả những người phản kháng tiềm tàng. Hai mươi vạn đại quân của động Trác đã sẵn sàng xuất phát, bọn họ chia làm hai đường, chậm rãi tiến về phía mục tiêu. Đường thứ nhất do Lý Thế Dân và Quách Thuận Kiệt dẫn đầu, tổng cộng năm vạn người, nhiệm vụ của bọn họ là nhanh chóng đến và bảo vệ hổ lao quan, bảo đảm thông đạo quan trọng này không bị quân địch lợi dụng. Mà bản thân Đổng Trác thì tự mình xuất lĩnh 15 vạn đại quân, cùng Lý Nho, Lữ Bố, Trương Tể, Phàn Trù một đám tướng lĩnh, trực tiếp lấy hổ lao quan. Trong lúc đại quân tiến lên, tinh kỳ pháp phới, tiếng trống rung trời, thể hiện ra uy nghiêm cùng khí thế vô cùng. Sau khi tới hổ lao quan, Lữ Bố tự mình dẫn theo 3 vạn tinh binh, đâm xuống đại trại. Doanh trại của họ được bố trí vô cùng khéo léo, vừa có công sự kiên cố lại có đủ không gian cho binh lính hoạt động và nghỉ ngơi xung quanh doanh trại còn có dây cảnh giới trang bị rất nhiều binh sĩ tuần tra để bảo đảm an toàn cho doanh trại mà bản thân đổng trác thì lựa chọn đóng quân hắn tự mình tòa trấn chỉ huy để tùy thời ứng đối tình huống đột phát có thể xuất hiện đại doanh của hắn thiết lập ở trên quan ải từ trên cao nhìn xuống có thể quan sát toàn bộ chiến trường trong đại doanh các tướng lĩnh tụ tập một đường, thương thảo chiến thuật, bố trí phòng tuyến. Các binh sĩ thì chỉnh tề xếp thành hàng ngoài doanh, tùy thời chuẩn bị nghe theo hiệu lệnh, tham gia chiến đấu. Khoái mã chạy như bay mà đến, đem tình báo quân khẩn cấp tới đại trại Viên Thiệu. Viên Thiệu lập tức triệu tập mọi người thương nghị đối sách. Tào Tháo đứng dậy nói. Đổng Trác đóng quân ở Hổ Lao Quan, chặn đường liên quân chư hầu chúng ta đến Lạc Dương, chúng ta nên triệu tập một nửa binh lực đi nghênh chiến với hắn viên thiệu nghe vậy quyết định thật nhanh phân công tám vị tướng lĩnh vương khuôn kiều mạo bảo tín viên di khổng dung trương dương đào khiêm công tôn toản mỗi người lĩnh binh mã đi hổ lao quan nghênh chiến đại quân của đổng trác tào tháo thì tự mình lĩnh binh xuyên qua các nơi phối hợp tác chiến với các lộ chư hầu sau khi viên thiệu hạ lệnh bác lộ chư hầu được lệnh lập tức khởi binh chờ xuất phát cờ của họ bay lượn trong gió và tiếng trống chiến đấu rung chuyển trái đất, thể hiện sự đoàn kết và quyết tâm chưa từng có. Các binh sĩ sĩ khí dân cao, vội vàng chờ mong cùng đại quân của Đổng Trác triển khai một hồi đỏ sức kịch liệt. Quân đội của Thái Thú Hà Nội Vương khung đến chiến trường đầu tiên, các binh sĩ sắp xếp theo hàng ngũ huấn luyện tốt, chờ đợi địch nhân xuất hiện. Khi lữ bố xuất lĩnh ba ngàn thiết kỵ tinh nhuệ như cuồng phong từ trong hổ lao quan đại trại lao ra, không khí toàn bộ chiến trường trong nháy mắt căng thẳng. Lữ bố mặt tam xoa buộc tóc tử kim quang, thân khoác tay xuyên hồng cẩm bách hoa bào, bên ngoài khoác mặt thú nuốt đầu liên hoàng khải, thắt lưng buộc giáp lung linh sư mang đái, tay cầm hòa can phương thiên kích, dưới hắn là tê phong xích thỏ mã, uy phong lẫm lẫm, khí phách mười phần. Sự xuất hiện của hắn làm cho quân đội của Vương Khung cảm thấy một cổ cảm giác áp bách cường đại. Vương Khung ở trước trận ghiềm chặt ngựa, trong lòng mặc dù có chút thấp thỏm nhưng vẫn cố lấy dũng khí lớn tiếng hỏi ai dám ra trận nên chiến lữ bố đúng lúc này một vị tướng lĩnh lên tiếng trả lời mà ra chính là danh tướng hà nội phương duyệt hắn phóng ngựa cầm thương trực tiếp phóng về phía lữ bố quyết tâm muốn thử một lần thực lực của vị võ tướng danh chấn thiên hạ này hai con ngựa đang xen mà qua trên chiến trường mũi thương của phương duyệt nhắm thẳng vào cổ họng lữ bố mà lữ bố thì huy động phương thiên kích trong tay nên đón công kích của phương duyệt vũ khí của hai người va chạm trong không trung phát ra âm thanh kim loại sắc bén chỉ sau mấy hiệp phương duyệt đã cảm nhận được thực lực cường đại của lữ bố kích pháp của lữ bố tinh xảo mỗi một kích đều có xu thế lôi đình vạn quân làm cho phương duyệt cảm thấy khó có thể ngăn cản nhưng mà phương duyệt cũng không lùi bước hắn cắn chặt răng đem hết toàn lực chu toàn với lữ bố hắn cố gắng tìm ra sơ hở của lữ bố cho hắn một kích trí mạng. Nhưng mà, kinh nghiệm chiến đấu của Lữ Bố Phi thường phong phú, hắn chuẩn xác bắt được mỗi một động tác của Phương Duyệt, lấy công kích mãnh liệt đem Phương Duyệt bước đến từng bước lui về phía sau. Trong chiến đấu kịch liệt, Lữ Bố đột nhiên một kích đâm vào ngực Phương Duyệt. Phương Duyệt tuy rằng phản ứng nhanh chóng, nhưng vẫn bị mũi kích của Lữ Bố cắt qua ngực. Cậu cảm thấy một cơn đau dữ dội truyền khắp cơ thể, nhưng cậu vẫn ngoan cường chống đỡ cơ thể, không cho Lữ Bố nhìn ra nhược điểm của mình. Nhưng mà, Lữ Bố cũng không cho Phương Duyệt bất kỳ cơ hội thở dốc nào. Hắn thừa cơ huy động thân kích, đem cán thương của Phương Duyệt đánh gãy. Ngay sau đó, một kích của hắn đâm vào cổ họng Phương Duyệt, một kích trúng mục tiêu. Phương Duyệt từ trên lưng ngựa ngã xuống, bị thiết kỵ Lữ Bố dẫm đạp mà qua. Ngay khi Phương Duyệt xuống ngựa, quân đội của Kiều Mạo và Viên Di cũng kịp thời chạy tới, thấy Vương Khung Lâm vào khốn cảnh. Bọn họ không chút do dự gia nhập chiến đấu. Ba đội quân chiến đấu cùng nhau, cố gắng cùng nhau chống lại cuộc tấn công của Lữ Bố. Nhưng mà, Lữ Bố lại phản phất hóa thân thành mãnh hổ trên chiến trường, lấy sức một mình đối kháng với liên quân ba đường chư Hầu. Võ nghệ của Lữ Bố đã đạt tới cảnh giới Lô Hỏa thuần thanh, phương thiên kích của hắn vũ động kín không kẻ hở, mỗi một lần huy kích đều có thể đánh bay binh khí của địch nhân, mỗi một lần xung phong đều có thể phân tán trận hình của địch nhân xích thố mã của hắn càng giống như nhanh như chớp xuyên qua tự nhiên trên chiến trường khiến cho hắn có thể nhanh chóng xuyên qua quân địch phát động công kích trí mạng dù chỉ một ngày thôi trên mảnh đất này không có sự dối trá lữ bố giống như một đạo cùng phong thổi quét toàn bộ chiến trường mỗi một lần xung phong của hắn đều có thể mang đi một mảnh sinh mệnh của quân địch kích pháp của hắn tinh xảo vô cùng mỗi một lần huy kích đều có thể đem binh khí của địch nhân đánh nát bấy làm cho địch nhân vô lực phản kháng. Dưới sự công kích mạnh mẽ của Lữ Bố, quân đội Ba Đường đều gặp tổn thất cực lớn. Các binh sĩ nhao nhao ngã xuống, trận hình cũng bị vọt đến thất linh bát lạc. Kiều Mạo, Viên Di cùng Vương Khung tuy rằng đem hết toàn lực, nhưng vẫn không cách nào ngăn cản Lữ Bố tiến công. Cuối cùng, bọn họ chỉ có thể bất đắc dĩ lựa chọn rút lui, buông tha cho dự định chính diện giao chiến với Lữ Bố. Lữ Bố xuất lĩnh thiết kỵ truy kích quân địch tan tác. Thân ảnh của hắn xuyên qua chiến trường tự nhiên, mỗi một lần xung phong đều có thể mang đi một mảnh sinh mệnh của quân địch. Năng lực cá nhân của hắn tại thời khắc này được thể hiện đầy đủ, võ nghệ, chiến mã cùng với kinh nghiệm chiến đấu của hắn đều khiến cho hắn trở thành tồn tại không thể địch nổi trên chiến trường. Khi ba lộ quân đội lui về phía sau 30 dặm một lần nữa hạ xuống doanh trại, lữ bố mới xuất lĩnh thiết kỵ chậm rãi lui về. Văn, lầm lẫn, giả dối quân đội bác lộ chư hầu cuối cùng hội tụ ở một chỗ cùng nhau thương nghị đối sách bọn họ biết rõ lữ bố anh dũng không ai địch nổi điều này làm cho tất cả mọi người ở đây cảm thấy áp lực cực lớn ngay khi bọn họ đang lo lắng thám tử đến báo lữ bố đã ở trước trận chiến khiêu chiến các lộ chư hầu nghe tin này chư hầu tám đường đều tự lên ngựa trở lại doanh trại của mình chuẩn bị nghênh chiến họ chia quân đội của họ thành tám đội đặt trước takako.san, tạo thành một tuyến phòng thủ vững chắc. Bọn họ ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy quân đội lữ bố giống như một đám liệt hỏa xung sát tới, theo kỳ pháp phới, trống trận rung trời, khí thế như cầu vồng. Lữ bố quân đội đầu tiên phát động xung phong, bọn họ như mảnh hổ xuống núi hướng chư hầu liên quân đánh tới. Lữ bố mặc áo giáp, cầm trong tay phương thiên kích, dưới hán xích thố mã, khí thế phi phàm. Tướng lĩnh mục thuận trong mã trận quân Trương Dương, dũng cảm đứng ra, chuẩn bị nghênh chiến lữ bố. Hắn nắm chặt trường thương, phóng ngựa xông về phía lữ bố, trong mắt lóe ra quan mang kiên định. Trong lòng hắn tràn ngập quyết tâm, hy vọng có thể vì quân đội của mình tranh thủ được một tia sinh cơ. Nhưng mà, thực lực của lữ bố lại vượt xa tưởng tượng của hắn. Khi mũi thương của một thuận sắp chạm đến lữ bố, phương thiên kích trong tay lữ bố đột nhiên vung lên, một đạo hàng quan hiện lên, mục thuận chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng thật lớn đánh úp lại căn bản không thể ngăn cản mũi kích của lữ bố chính xác đâm vào ngực mục thuận trong nháy mắt đánh bay hắn khỏi lưng ngựa thân thể mục thuận xẹt qua một đường cong trên không trung sau đó nặng nề rơi xuống đất trường thương của hắn cũng rời tay bay ra bắn lên một mảnh bụi đất một kích tất vết. dưới vũ lực vô địch của lữ bố quân đội bác lộ chư hầu đã lâm vào tuyệt vọng nhưng mà trong tuyệt vọng này bộ tướng Vũ An Quốc của Bắc Hải Thái Thú Khổng Dung dũng cảm đứng ra, quyết định dùng tính mạng của mình để báo đáp ân tình của Khổng Dung. Hắn cầm trong tay một thanh thiết chù y nặng tới 50 cân, ánh mắt kiên định, không hề sợ hãi xông về phía lữ bố. Kích cùng chù y giao phong, giống như long tranh hổ đấu, mỗi một lần va chạm đều phản phất muốn đem thiên địa xé rách. Vũ An Quốc bị lữ bố kích phong sở thương, máu tươi nhuộm đỏ hắn chiến giáp, tìm thư uyển vê đúc vê đúc vê đúc chấm giao su sinh chấm com nhưng hắn lại như một đầu bị thương mảnh hổ càng đánh càng hăng trong mắt hắn lóe ra ánh sáng kiên định mỗi một lần vung chù y đều tràn ngập cừu hận sâu sắc đối với lữ bố cùng lòng trung thành vô hạn đối với khổng dung vũ an quốc ngươi đã là nỏ mạnh hết đà cần gì phải tranh giành vô vị nữa lữ bố lạnh lùng trào phúng nói vũ an quốc nghe vậy rống giận một tiếng thiết chù y mang theo lực đạo càng thêm điên cuồng đánh về phía lữ bố. Trong lòng hắn chỉ có một tín niệm, đó chính là cho dù chết trận xa trường, cũng tuyệt không thể lùi bước nửa bước. Lữ bố, tồn tại như chiến thần, nhìn Vũ An Quốc trước mắt, trong mắt hiện lên một tia hài hước. Hắn huy động phương thiên kích, lạnh lùng nói. Ngươi đã muốn chết, ta sẽ thành toàn cho ngươi. Nếu ngươi có thể tiếp chiêu này của ta mà không chết, ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Vũ An Quốc trống giận một tiếng, phản phất muốn đem phẫn nộ cùng cừu hận trong lòng toàn bộ phóng thích ra. Hắn nắm chặt Thiết Chu Y, thân thể ở không trung xẹt qua một đạo đường công hoàng mỹ, mang theo lực đạo càng thêm điên cuồng đập về phía Lữ Bố. Nhưng mà, ở trước mặt vũ lực tuyệt đối, Vũ An Quốc cuối cùng vẫn bại trận. Mũi kích của Lữ Bố giống như các đậu hũ cắt đứt cổ tay hắn, Thiết Chu Y từ trong tay trượt xuống, nặng nề nện trên mặt đất. Vũ An Quốc nhìn xuống đau nhức hắn trừng to mắt, nhìn lữ bố, trong mắt tràn ngập bất khuất cùng cuộc cường. Hắn không ngã xuống, cũng không cầu xin tha thứ, chỉ lặng lặng đứng tại chỗ, như muốn nói với lữ bố. Cho dù ta có chết, cũng sẽ không cúi đầu trước ngươi. Nhưng vào lúc này, quân đội bác lộ chư hầu giống như thủy triều vọt tới, lữ bố nhìn vũ an quốc trước mắt, trong mắt hiện lên một tia tán thưởng, hắn lớn tiếng nói. Vũ An Quốc, ngươi đúng là một hán tử bổn tướng quân hôm nay thả ngươi một con ngựa. Dứt lời, hắn hạ lệnh lui binh, chính mình thì đoạn hậu, dũng mãnh mà lật đổ mấy binh sĩ liên quân vây quanh. Binh lính liên quân thấy thế, không dám truy kích nữa, nhào nhào lui về phía sau. Lữ bố thấy thế, mỉm cười, sau đó dẫn bộ hạ lui lại. Chương 08 Ba anh chiến lữ bố Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Aspigon Window, Aspigon sau nhiều trận chiến thất bại quân mã bác lộ tụ tập một đường cùng thương thảo làm sao đối phó lữ bố nhưng mà đối mặt với uy danh cùng chiến tích của lữ bố bọn họ từ chối lẫn nhau đều nói lữ bố không thể địch lại vương Khung Cao mày nói lữ bố dũng mãnh dị thường không ai có thể địch chúng ta sợ rằng khó có thể chống lại hắn kiều mạo phù họa nói đúng vậy a à, lữ bố võ nghệ cao thật sự là khó có thể tưởng tượng Chúng ta cùng hắn giao chiến chẳng phải là tự tìm khổ ăn." Bảo Tính thở dài nói. "Lữ Bố đúng là một vấn đề khó khăn, sức chiến đấu của hắn thật sự là quá mạnh mẽ. Nếu chúng ta muốn đối phó hắn, cần phải trả một cái giá thật lớn." Đào Khiêm trầm mặt một lát, sau đó chậm rãi mở miệng. "Lữ Bố đúng là cường địch, nhưng chúng ta không thể vì sự mạnh mẽ của hắn mà từ bỏ chống cự. Chúng ta nên cố gắng tìm cách đối phó với hắn." cho dù không thể đánh bại hắn cũng phải cho hắn biết quyết tâm và dũng khí của chúng ta tuy nhiên đối mặt với sự từ chối và do dự của mọi người chỉ có công tôn toản đứng ra trong mắt hắn lóe lên ánh sáng kiên định lớn tiếng nói ta nguyện ý quyết một trận tử chiến với lữ bố tuy võ nghệ của hắn cao cường nhưng chúng ta cũng không thể vì vậy mà lùi bước vì hắn thất ta nguyện ý trả mọi giá hắn vừa dứt lời lưu bị đi tới nói với công tôn toản huynh trưởng dũng khí của huynh khiến người ta kính nể ba huynh để chúng ta nguyện ý giúp huynh một tay cùng nhau đối kháng lữ bố quan vũ cùng trương phi cũng theo sát phía sau đồng thanh nói chúng ta nguyện cùng công tôn tướng quân kề vai chiến đấu vì hán thất vì chính nghĩa quyết không lùi bước lời nói của lưu bị khiến công tôn toản cảm thấy một trận nước ấm dâng lên trong lòng hắn biết rõ thực lực của ba người lưu bị có bọn họ gia nhập, lòng tin đối kháng với lữ bố tăng gấp bội. hắn kích động cầm tay lưu bị nói: hảo huynh đệ, có các ngươi tương trợ, lòng tin của ta tăng gấp bội. chúng ta cùng nhau vì hán thất mà chiến, vì thiên hạ thương sinh mà chiến. đang lúc bác lộ quân mã thương nghị làm sao đối phó lữ bố, một gã thám tử vội vã chạy tới báo cáo lữ bố đã ở bên ngoài chiến đấu, yêu cầu cùng bác lộ chư hầu quyết chiến. viên thiệu nghe vậy lập tức hạ lệnh tám lộ quân mã cùng công kích Lữ Bố. Lữ Bố không hề sợ hãi, hắn cưỡi ngựa xích thố, tay cầm song đao, lao thẳng về phía công tôn toản. Công tôn toản thấy vậy, lập tức vung thiết sóc trong tay lên nghênh đón. Hai người giao chiến cùng một chỗ, tình hình chiến đấu kịch liệt. Lữ Bố trừng to mắt, lớn tiếng rít gào, song đao của hắn vung vẩy như ti chớp, thế công sắc bén. Công tôn toản tuy dũng mãnh, nhưng dưới thế công của Lữ Bố, dần dần cảm thấy lực bất tòng tâm. Chỉ sau hai hiệp, công tôn toản đã đẩy ngựa bỏ chạy, trong lòng tràn ngập hoảng loạn. Lữ bố thấy thế, lập tức phóng ngựa truy kích. Xích thố ngựa đi như bay, tốc độ nhanh như chớp làm cho người ta nghẹn họng nhìn trân trối. Mắt thấy sắp đuổi kịp công tôn toản, lữ bố dơ song đao lên, nhắm ngay hậu tâm của công tôn toản rồi đâm tới. Một tướng bên cạnh trận tròn mắt, ngược lại dựng râu hổ, rất trượng tám xà mâu, Phi mã kêu to. Gia nô ba họ đừng đi. Yến nhân trương phi ở đây. Thanh âm như sấm sét, rung động tứ phương. Lữ bố nghe vậy, trong mắt hiện lên vẻ sắc bén, vứt bỏ công tôn toản, vùng phương thiên hòa kích đi thẳng tới trương phi. Hai người giao phong giống như long hổ tranh chấp, nhất thời trên chiến trường bụi đất tung bay, khí thế như cầu vồng. Lữ bố cầm trong tay phương thiên hòa kích, trong lúc vũ động tiếng gió gào thét, mũi kích khi thì chỉ trời, khi thì vạch đất, hình thành từng đạo quỷ tích kinh tâm động phách. Trương Phi mặc dù dũng mãnh vô cùng, nhưng ở lữ bố hòa kích dưới, dần dần cảm nhận được một cổ áp lực cường đại. Thương pháp của Trương Phi vốn mạnh mẽ hữu lực, nhưng dưới sự công kích của lữ bố bắt đầu có vẻ tán loạn. Hắn khi thì bị kích ảnh của lữ bố làm cho từng bước lui về phía sau, khi thì ra sức phản kích, cũng khó có thể chạm đến lữ bố mảy may. Hòa kích của lữ bố vũ động càng lúc càng nhanh, giống như một đạo gió lốc màu bạc tùy ý hoành hành trên chiến trường trương phi trong lòng lo lắng hắn biết mình không thể tiếp tục như vậy hắn hít sâu một hơi nắm chặt trượng bác xà mâu lực lượng toàn thân hội tụ tại một điểm hướng lữ bố phát động xung phong cuối cùng hắn hô to một tiếng thanh âm giống như lôi đình quanh quẩn trên chiến trường lữ bố thấy thế cười lạnh một tiếng vung vẩy phương thiên họa kích nghênh đón công kích của trương phi vũ khí của hai người va chạm trong không trung, phát ra một tiếng nổ đinh tai nhức óc. Trương Phi đem hết toàn lực, rốt cục đem lữ bố bức lui vài bước. Nhưng hắn cũng biết, đây chỉ là tạm thời thắng lợi, lữ bố thực lực vẫn ở trên hắn. Chỉ thấy vân trường gầm lên một tiếng, thúc ngựa dết ra, thanh long yển nguyệt đau nơi tay, giống như thanh long dưới ánh trăng bay lên trời. Hắn gia nhập chiến đấu, khiến cho vốn có hai ngựa giao phong biến thành ba ngựa giao nhau hỗn chiến. Lữ bố cầm trong tay phương thiên hòa kích, trong lúc vũ động ngân quang lóe ra, hắn nên kích thế đau dài như mây, bình khí hai người giao nhau, phát ra tiếng kim loại va chạm thanh thúy. Trương Phi thì nhân cơ hội từ một bên khác phát động công kích, trượng bác xà mâu của hắn mang theo thế lôi đình vạn quân, lấy thẳng chỗ yếu hại của lữ bố. Ba con ngựa ở trên chiến trường hình thành một dãy chiến đấu hình chữ T, lữ bố thân ở chính giữa, trái phải dương cung, ứng đối công kích đến từ hai phương hướng phương thiên hòa kích của hắn giống như gió lốc màu bạc, khi thì quét ngang, khi thì dựng thẳng, công thủ vẹn toàn, khiến cho Vân Trường cùng Trương Phi khó có thể tiếp cận. Vân Trường cùng Trương Phi tuy rằng dũng mãnh vô cùng, nhưng đối mặt lữ bố như vậy đối thủ, cũng cảm thấy trước nay chưa từng có áp lực. Bọn họ biết, nếu muốn đánh bại lữ bố, phải toàn lực ứng phó, không thể có chút lười biến. Cuộc chiến của ba người kéo dài rất lâu, toàn bộ chiến trường đều bị khí thế của bọn họ bao phủ mỗi cuộc tấn công, mỗi cuộc phòng thủ đều chứa đầy sự kết hợp giữa sức mạnh và kỹ năng. khi lưu bị cầm trong tay song cổ kiếm, cưỡi ngựa đón vàng gia nhập vòng chiến, ý định ban đầu của hắn là gia tăng lực lượng vây công lữ bố, nhưng mà bởi vì kiếm pháp của hắn cũng không tinh xảo như vân trường và trương phi, cho nên trong chiến đấu, động tác của hắn xuất hiện sơ hở. lữ bố là một chiến sĩ cực kỳ nhạy bén và kinh nghiệm phong phú, hắn lập tức bắt được sơ hở trong kiếm pháp của lưu bị ánh mắt hắn lạnh lẽo, nắm chặt phương thiên hỏa kích, lợi dụng ưu thế tốc độ của xích thố mã, đột nhiên đâm thẳng vào mặt Lưu Bị. Lưu Bị tuy rằng phản ứng nhanh chóng, nhưng vẫn bị lữ bố ép từng bước lui về phía sau. Lưu Bị biết mình lúc này trở thành nhược điểm của đoàn đội, hắn phải nhanh chóng điều chỉnh trạng thái của mình, nếu không không chỉ có mình sẽ gặp nguy hiểm, còn có thể ảnh hưởng đến toàn bộ chiến cuộc. Vì vậy, hắn hít sâu một hơi, tận lực làm cho tâm tính của mình bình ổn trở lại, đồng thời tìm kiếm cơ hội phản kích. Nhưng mà, vào lúc này, Lữ Bố lại nắm lấy cơ hội này. Hắn nhìn ra sự căng thẳng và bất an của Lưu Bị, biết đây là thời cơ tuyệt vời để mình trốn thoát. Vì thế, hắn kéo mạnh dây cương, ngựa đỏ như tia chớp vọt ra, Lữ Bố mượn cổ lực lượng này, tìm thư quyển veducveducveduc.giaosusinh.com thành công đột phá vòng vây của ba người. Vân Trường cùng Trương Phi thấy thế, lập tức thúc ngựa truy kích nhưng lữ bố đã cưỡi ngựa xích thỏ đi xa, tốc độ của bọn họ có nhanh hơn nữa, cũng đuổi không kịp thần tốc của ngựa xích thỏ. Lưu bị nhìn bóng lưng lữ bố đi xa, trong lòng tràn đầy tiếc nuối cùng tự trách, hắn biết là mình gia nhập, cho lữ bố cơ hội chạy trốn. Lưu bị, quan vũ, trương phi, thấy lữ bố chạy trốn, làm sao chịu dễ dàng buông tha. Bọn họ thúc ngựa đuổi theo không nở, quyết tâm muốn bắt vị mảnh tướng vô song này về quy án dưới sự dẫn dắt của bọn họ bác lộ quân binh tiếng la trung trời sĩ khí như cầu vồng cùng nhau che giấu đi qua lực lượng của lữ bố dưới thế tiến công mãnh liệt này chỉ có thể nhìn qua cửa ải bôn tẩu ý đồ tìm kiếm chỗ trú ẩn lưu bị quan vũ trương phi theo sát phía sau đuổi sát không nở bọn họ dọc theo đường núi quanh co khúc khuỷu một đường đuổi theo lữ bố đến quan hạ lúc này lữ bố đã mệt mỏi không chịu nổi nhưng vẫn ngoan cường chống cự cố gắng thoát khỏi vây công của ba vị này. Tại thời khắc khẩn trương này, Trương Phi đột nhiên phát hiện đóng lại gió tay phiêu động thanh la tán, trong lòng nhất thời hiểu được. Đóng lại tất là động trác. Đuổi theo lữ bố, có chỗ rất mạnh. Không bằng trước cầm động tặc, chính là trảm thảo trừ căng. Vì thế, hắn vỗ lập tức đóng cửa, quyết tâm bắt động trác. Khi Trương Phi dẫn Lưu Bị và Quan Vũ xông vào quan ải nơi động Trác đang ở, họ gặp phải sự kháng cự mãnh liệt đóng lại giày đặt mũi tên cùng lăn xuống cự thạch làm cho ba người không cách nào tiếp cận quan ải đành phải tạm thời lui về tám chư hầu đều chúc mừng lưu bị quan vũ và trương phi cảm ơn sự cống hiến to lớn của họ trong việc truy đuổi lữ bố và đổng trác đồng thời có người nhanh chóng đem tin vui này truyền báo cho đại doanh viên thiệu viên thiệu sau khi biết được tin tức này rất là vui sướng hắn biết rõ thực lực cùng dũng khí của lưu bị quan vũ cùng trương phi đối với bình định thiên hạ rất quan trọng chương không hỏa thiêu lạc dương bạn đang nghe tại truyện chấm audio asbigon window asbigon push lý nho đề nghị với động trác ông hầu lữ bố mới thất bại các binh sĩ đã mất đi ý chí chiến đấu chúng ta không bằng dời triều đình về lạc dương lại dời hoàng đế đến trường an để ứng nghiệm đồng giao gần đây gần đây trẻ con trên phố đều hát tây đầu một tháng, đông đầu một tháng, lộc đi vào trường an, mới có thể không khó khăn gì, cũng là hoàng đế thứ 12. Theo thiên vận luân hồi, thư tướng ngài nên dời triều đình về trường an mới tránh được nguy hiểm. Đỗng trác nghe xong mừng rỡ, nói. Nếu như không phải ngươi nhắc nhở ta, ta thật sự không ý thức được điểm này. Vì thế, hắn lập tức dẫn lữ bố đêm tối chạy về Lạc Dương, thương nghị công việc dời đô đổng trác triệu tập văn võ bá quan lên triều đình tuyên bố hán triều đã trải qua hơn 200 năm ở đông đô khí số đã suy yếu ta quan sát thấy vượng khí đã chuyển đến trường an ta định phụng loan giá tây hạnh các ngươi nên mau chóng chuẩn bị hành trang tư đồ dương bưu đứng ra nói quan trung khu vực đã tàn phá không chịu nổi hiện tại vô duyên vô cớ buông tha tông miếu cùng hoàng lăng chỉ sợ sẽ khiến cho bách tính kinh hoảng cùng náo động thậm chí có thể dẫn đến thiên hạ đại loạn. Thiên hạ an định so với náo động càng dễ dàng thực hiện, hy vọng thừa tướng ngài có thể cẩn thận cân nhắc. Đổng Trác nghe xong giận dữ, quát lên. Ngươi là muốn cản trở đại kế của quốc gia sao? Thái úy Hoàng Nguyễn cũng đứng ra nói. Lời của Dương Tư Đồ là đúng. Trước kia khi Vương Mãn sáng vị, càng bắt đầu loạn xích mi, Trường An bị đốt cháy thành phế tích, dân chúng trôi dạt khắp nơi hiện tại từ bỏ cung điện mà dời đến mảnh đất hoang kia, cũng không thích hợp. Động trác phản bác. Giặc quan đông nổi lên bốn phía, thiên hạ đã lâm vào hỗn loạn. Trường An ở hiểm yếu, lại gần lũng hữu, vật liệu xây dựng rất nhanh có thể chuẩn bị đầy đủ, quan cung thất không cần một tháng là có thể xây xong. Các ngươi không cần nói bậy bạ nữa. Tư đồ tuân sản lại can gián. Thư tướng, dời đô đến lạc dương đối với dân chúng mà nói sẽ là một hồi tai nạn đổng trác nghe xong càng thêm phẫn nộ hán quát ta vì đại kế toàn bộ thiên hạ sao lại bận tâm đến sinh tử của những tiểu dân kia tuân sản kiên định phản bác dân chúng là nền tảng của quốc gia nền tảng vững chắc thì quốc gia an bình nếu cưỡng chế dời đô dẫn đến dân chúng trôi giạt khắp nơi quốc gia mới thật sự lâm vào nguy hiểm đổng trác nghe xong nổi trận lôi đình giận dữ mắng. Người đây là yêu ngôn hoặc chúng. Cùng ngày, hắn liền hạ lệnh giáng chức Dương Bưu, Hoàng Nguyễn, Tuân Sản làm bình dân. Đêm trước khi đi, Đổng Trác hạ lệnh các cổng thành phóng hỏa, toàn bộ thành Lạc Dương trong nháy mắt lâm vào trong biển lửa. Ánh lửa ngút trời, khói đặc cuồn cuộn, nhà cửa của dân chúng hóa thành tro bụi trong ngọn lửa, vô số gia đình mất đi nhà cửa trong tiếng khóc lóc. Lý Thế Dân và Quách Thuận Kiệt là cán tướng đắc lực của Đổng Trác, tự mình chấp hành mệnh lệnh tàn nhẫn này bọn họ cưỡi ngựa cao to cầm đuốc trong tay xuất lĩnh một đội binh lính xuyên qua trong thành mỗi khi đến một nơi họ thắp sáng ngôi nhà của họ và xem ngọn lửa hoành hành trên bầu trời đêm ánh lửa chiếu rọi khuôn mặt lạnh lùng của họ không có một tia thương hại nào trong mắt họ chỉ có khát vọng quyền lực và của cải hoàng đế và các thành viên hoàng tộc bị buộc phải tụ tập lại với nhau khuôn mặt của họ tràn ngập sự sợ hãi và bất lực bọn họ trơ mắt nhìn cung điện của mình hóa thành cho bụi trong lửa trong lòng tràn ngập tuyệt vọng tất cả mọi thứ họ từng có đều tan thành hư không vào lúc này nam bắc hai cung hỏa diễm tiếp xúc tạo thành từng đạo tường lửa thật lớn cung đình trường là cung dưới ngọn lửa nuốt chửng nhanh chóng biến thành một mảnh đất khô cằn mái nhà vách tường cung điện sụp đổ trong ngọn lửa phát ra tiếng nổ đinh tai nhức ốc những kho báu lớn ngọc bích trong cung điện không dễ dàng bị lấy đi tất cả đều hóa thành cho bụi trong ngọn lửa và những vinh quang và vinh quang đã từng tan thành mây khói vào thời điểm này lý thế dân và quách thuận kiệt tàn sát bừa bãi trong biển lửa tiếng cười và tiếng hoang hô của bọn họ đang xen với tiếng khóc của dân chúng hình thành một bức tranh cực kỳ bi thảm toàn bộ thành lạc dương dưới ánh lửa trở nên giống như địa ngục trận hỏa hoạn này cháy suốt một đêm toàn bộ thành lạc dương biến thành một mảnh phế tích Vô số gia đình đã mất nhà cửa và vô số người đã thiệt mạng trong các đám cháy. Trận hỏa hoạn này không chỉ phá hủy phồn hoa và vẻ đẹp của thành Lạc Dương, mà còn phá hủy hy vọng và niềm tin trong lòng mọi người. Sau trận hỏa hoạn, toàn bộ thành Lạc Dương tràn ngập không khí bi thương cùng tuyệt vọng. Dân chúng không nhà để về, chỉ có thể quanh quẩn trong đống đổ nát. Trong ánh mắt của bọn họ tràn ngập sợ hãi cùng bất lực, phản phất toàn bộ thế giới đều đã sụp đổ mà đám người Lý Thế Dân và Quách Thuận Kiệt thắng lợi trở về, trên mặt bọn họ tràn ngập đắc ý và thỏa mãn. Bọn họ không chỉ hoàn thành mệnh lệnh của Đổng Trác, mà còn tích lũy được rất nhiều tài phú và quyền lực trong quá trình này. Mệnh lệnh của Đổng Trác giống như một cơn gió bắt rét lạnh, thổi qua phố lớn ngõ nhỏ của thành Lạc Dương, làm cho tất cả mọi người cảm thấy kinh hồn bạc vía. Lữ Bố, vị tướng lĩnh dũng mãnh vô song này, giờ phút này lại trở thành đạo mộ tặc đạo bới lăng tẩm tiên hoàng hắn mặc áo giáp màu đen, trên mặt đã không có ngày xưa anh khí, thay vào đó là một loại âm lãnh cùng tàn nhẫn. Hắn dẫn theo một đội binh lính, cầm trong tay sắt và búa sắt, đi tới cửa vào hoàng lăng. Những người lính bắt đầu đào bới, và tiếng gõ của lưỡi sắt và búa vang vọng khắp thung lũng im lặng. Loại thanh âm này, giống như là máy đếm nhịp của tử vong, làm cho lòng người sinh ra sợ hãi. Khi các cuộc khai cuộc đi sâu hơn, cảnh tượng bên trong lăng mộ dần hiện ra trước mắt họ. Bích hòa tinh xảo, ngọc khí hoa lệ, kim bảo rực rỡ, những thứ này đều là vật bồi tán của các đời tiên hoàng cùng hậu phi. Tuy nhiên, trong mắt lữ bố và binh lính của hắn, đây chỉ là vật phẩm có thể dùng để đổi lấy tiền bạc và quyền lực. Lữ bố tự tay cầm lấy một khối kim quang khảm bảo thạch, trong mắt hiện lên một tia tham lam. Hắn tưởng tượng cảnh tượng mình đội lên đỉnh kim quang này, trở thành chúa tể thiên hạ. Tuy nhiên, ông không nhận ra rằng hành vi này đã vi phạm nghiêm trọng lòng trung thành và đạo đức. Các binh sĩ nhìn thấy hành vi của Lữ Bố, cũng bắt đầu không kiên nể gì cướp đoạt bảo vật trong lăng mộ. Hù xin lẫn nhau, với nhau. Toàn bộ lăng mộ tràn ngập hơi thở tham lam và bạo ngược. Trong quá trình trộm mộ, Lữ Bố cùng các binh sĩ của hắn hoàn toàn quên mất tôn trọng cùng kính sợ. Họ không chỉ đánh cắp bảo vật của tiên hoàng và hậu phi, mà còn phá hủy cấu trúc của lăng mộ khiến nó sụp đổ ngôi mộ từng trang nghiêm túc mục này hiện giờ biến thành một mảnh phế tích sau khi đổng trác biết được chuyện lữ bố trộm mộ hắn cũng không trách cứ lữ bố ngược lại khen ngợi hắn làm rất khá đêm cuối cùng đổng trác ở thành lạc dương hoàn thành cướp đoạt của hắn trước cửa phủ đệ của hắn mấy ngàn chiếc xe xếp hàng chỉnh tề mỗi một chiếc xe đều chứa đầy kim châu gấm vóc các loại vật phẩm quý giá cướp được từ hoàng cung lăng tẩm trong nhà quan dân những tài vật này ở dưới ánh lửa lóng lánh quan mang mê người phản phất đang kể ra chúng nó đã từng huy hoàng cùng giá trị đống trác đứng trên bậc thang phủ đệ ánh mắt tham lam quét qua những tài vật này trong lòng hắn tràn ngập thỏa mãn và đắc ý như thể tất cả cướp bóc và phá hoại này đều đáng giá hắn vung tay lên ra lệnh cho đoàn xe khởi hành xuất phát về Trường An đoàn xe chậm rãi chạy ra khỏi thành Lạc Dương dọc theo quan đạo đi về hướng tây bắc hàng ngàn chiếc xe nối thành một con rồng dài như ẩn như hiện trong sương sớm tiếng bánh xe lăn tiếng ngựa hí và tiếng ồn ào của những người lính trộn lẫn với nhau tạo thành một giai điệu kỳ lạ dân chúng ven đường nhìn thấy đoàn xe khổng lồ này đều lộ ra biểu tình hoảng sợ và phẫn nộ bọn họ nhao nhao tránh né ở bên đường không dám đối diện với đoàn xe này mà các binh sĩ của động trác thì không chút cố kỵ vung đau thương xua đuổi dân chúng tới gần đoàn xe. Tốc độ đoàn xe tiến lên cũng không nhanh, nhưng động trác lại không có bất kỳ mất kiên nhẫn nào. Ngồi trong một chiếc xe ngựa được trang trí lộng lẫy, anh ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ và đồ đạc trong đoàn xe. Trong lòng hắn tràn ngập khát khao cùng chờ mong đối với tương lai, phản phất hắn đã thấy được quyền lực cùng vinh quang của mình ở trường An Thành. Lúc này doanh trướng liên quân, Tào Tháo vội vã tìm được viên thiệu, trong ánh mắt của hắn lóe ra quan mang kiên định phản phất có quyết định trọng yếu nào đó xoay quanh trong lòng. Tào Tháo chấp tay thi lễ, thẳng thắn nói. Viên Minh Chủ, động trác tay đi, đây là cơ hội trời ban, chúng ta nên thừa thắng xông lên, nhất cử tiêu diệt tên trọng này, vì quốc gia trừ hại. Viên Thiệu nhíu mày, hắn nhìn chung quanh chư hầu, sau đó chậm rãi mở miệng. Mạnh Đức Huynh, suy nghĩ của người ta há có thể không biết. Nhưng mấy ngày liền chinh chiến, binh mã mệt mỏi, lương thảo không đủ lúc này truy kích, e rằng khó có phần thắng. Tào Tháo nghe đến đó, trong lòng không khỏi dâng lên một cổ lo lắng. Hắn nhíu mày, thanh âm có vẻ vội vàng. Viên minh chủ, động trác đốt cháy cung thất, cướp bóc thiên tử, tội ác như vậy, há có thể tha thứ. Lúc này không truy kích, còn đợi đến khi nào? Nếu mất cơ hội này, sợ thiên hạ đại loạn, bách tính gặp tai ương. Viên thiệu trầm mặt một lát, hắn hiểu được lo lắng cùng quyết tâm của Tào Tháo. Nhưng hắn cũng có băn khoăn cùng suy tính của mình, hắn chậm rãi mở miệng. Mạnh Đức Huynh, tâm tình của Huynh ta hiểu. Nhưng việc này liên quan đến an nguy của các chư hầu, không thể khinh suất làm việc. Chúng ta cần bàn bạc kỹ hơn, bảo đảm vạn vô nhất thất. Tào Tháo nhìn mặt bọn họ, trong lòng dâng lên một cổ lửa giận. Hắn biết, những chư hầu này tuy rằng trên danh nghĩa là vì bảo vệ an bình quốc gia mà tụ tập cùng một chỗ nhưng trong lòng bọn họ lại có tính toán cùng băn khoăn riêng thằng nhãi không đủ khả năng tào tháo giận dữ đứng dậy giọng hắn vang vọng khắp doanh trại hắn không hề để ý tới những chư hầu do dự kia xoay người đi về phía bộ đội của mình trái tim anh ấy tràn đầy quyết tâm và niềm tin rằng anh ấy phải dựa vào sức mạnh của mình để cứu đất nước này vì thế Tào Tháo tự mình xuất lĩnh hơn vạn tinh binh, dẫn theo Hạ Hầu Hiên, Hạ Hầu Uyên, Tào Nhân, Tào Hồng, Lý Điển, nhạc tiếng các tướng lĩnh, đêm đêm kim trình, đuổi theo Đổng Trác. Lại nhìn Đổng Trác nơi này đang xuất lĩnh đại quân tiến lên trên đường, đột nhiên nhận được tin tức, Huỳnh Dương Thái Thú Từ Vinh đã dẫn binh đến tiếp ứng. Đổng Trác trong lòng an tâm một chút, biết có vị can tướng đắc lực này gia nhập, an toàn của mình lại được bảo đảm thêm vài phần. Đợi Từ Vinh hành lễ bái xong, mưu sĩ lý nho của động trác tiến lên một bước thấp giọng nói với động trác thư tướng vừa mới rời khỏi lạc dương tìm thư uyển chỉ sợ sẽ có quân địch đuổi theo mà đến để bảo đảm an toàn ta đề nghị từ vinh tướng quân mai phục một chi tinh binh bên sơn ổ ngoài huỳnh dương thành đợi quân địch đuổi tới đây trước tiên thả bọn họ qua đợi quân ta ở phía trước đánh bại quân địch lại quay đầu chặn giết như vậy nhất định có thể làm cho quân địch sợ hãi không dám truy kích chúng ta nữa đổng trác nghe xong mừng rỡ gật gật đầu tán thưởng tỏ vẻ đồng ý với kế sách của lý nho hắn lúc này ban thưởng từ vinh một đám tài vật cũng mệnh lệnh hắn lập tức đi bố trí mai phục để bảo đảm vạn vô nhất thất đổng trác lại mệnh lệnh lữ bố xuất lĩnh một chi tinh binh đảm nhiệm hậu vệ phòng ngừa quân địch từ phía sau đánh lén hắn biết rõ lữ bố dũng mãnh cùng trung thành có hắn ở hậu phương trấn thủ chính mình có thể càng thêm yên tâm mà đi về phía trước dưới sự bố trí chu đáo chặt chẽ của Đổng Trác, đại quân tiếp tục đi về phía trước. Mà Từ Vinh cùng Lữ Bố cũng phân biệt lĩnh mệnh mà đi, đều tự đi chấp hành nhiệm vụ của mình. Trong doanh trướng Tào quân, Lưu Tinh Vũ biết lịch sử thần sắc ngưng trọng hướng Tào Tháo hiến kế. Tào công, căn cứ vào suy đoán của ta, quân sư Đổng Trác quân lý nho đa trí, có thể sẽ mai phục phía trước chúng ta. Bọn họ có thể sẽ lợi dụng ưu thế địa hình, dĩ dật đãi lao, chờ đợi chúng ta xâm nhập mai phục tào tháo cau mày trầm tư một lát sau hỏi vậy theo ý kiến của ngươi chúng ta nên ứng đối như thế nào lưu tinh vũ đã tính toán kỹ lưỡng trầm giọng nói tào công ta có một kế chúng ta có thể lợi dụng sự dũng cảm của tướng hạ hầu đôn để cho ông ta dẫn bốn ngàn quân làm mồi nhữ cố ý tỏ ra yếu thế thu hút lực lượng chủ lực của lữ bố tiến sâu vào vòng mai phục trong khi các tướng lĩnh khác phụ trách hỏa công, bố trí phục binh và hỗ trợ cơ động. Vào thời điểm mấu chốt, chúng ta lại phát động phản công, tiêu diệt quân địch chỉ bằng một đòn. Tào Tháo nghe xong, trong mắt hiện lên một tia khen ngợi, hắn gật đầu nói. Tinh Vũ, kế sách của ngươi mặc dù nguy hiểm, nhưng nếu chấp hành thích đáng, có lẽ có thể một lần xoay chuyển chiến cuộc. Ta tính nhiệm trí tuệ cùng dũng khí của ngươi, liền để ngươi ra lệnh đi. Chương 10 Động trác truy kích chiến. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Aspigon Window, Aspigon, Push, trong doanh trướng, Lưu Tinh Vũ ngồi ngay ngắn chủ vị, trước mặt mở ra một tấm bản đồ phân bố binh lực tường tận. Ánh mắt hắn như đuốc, đang lần lượt xem xét từng vị tướng lĩnh. Ông biết rằng trận chiến tiếp theo sẽ là một bài kiểm tra kép về trí tuệ và lòng dũng cảm của họ. Hắn đầu tiên nhìn về phía hạ hầu đôn, vị tướng lĩnh dũng mãnh vô cùng này sẽ đảm nhiệm vai trò mồi nhữ. Lưu Tinh Vũ nói, Hạ hầu tướng quân, ngươi cần xuất lĩnh bốn ngàn binh lực, làm mồi nhữ tiền tuyến. Nhiệm vụ của ngươi là cố ý yếu thế, hấp dẫn chủ lực của lữ bố quân thâm nhập vòng mai phục. Nhưng nhớ kỹ, ở thời khắc mấu chốt, ngươi cần nhanh chóng rút lui và chờ mệnh lệnh của ta mới chuyển sang phản kích. Hạ hầu đôn gật đầu đồng ý, trong mắt lóe ra quan mang kiên định sau đó lưu tinh vũ quay sang tào nhân vì tướng trầm ổn này sẽ chịu trách nhiệm thực hiện hỏa công hắn nói tào nhân tướng quân ngươi cần dẫn theo ba ngàn quân bí mật tiếp cận doanh địa địch chuẩn bị sản vật tư dễ cháy đồng thời ngươi còn cần bảo vệ tào tháo an toàn trong chiến đấu tào nhân trầm giọng đáp ứng trong ánh mắt của hắn lộ ra vẻ kiên nghị và quyết tâm sau đó lưu tinh vũ nhìn về phía lý điển vị tướng lĩnh trẻ tuổi tài cao này sẽ làm bộ đội trợ giúp của tàu nhân. Hắn nói. Lý điển tướng quân, ngươi cần xuất lĩnh 2.000 binh lực, làm trợ giúp của tàu nhân. Sau khi hỏa công bắt đầu, ngươi cần nhanh chóng gia nhập chiến đấu, mở rộng thành quả chiến đấu, cũng phòng ngừa quân địch phá vòng vây. Lý điển gật đầu đồng ý, trên mặt hắn tràn ngập kiên nghị cùng quả cảm. Tiếp theo là Hạ Hầu Uyên, người sẽ phụ trách phòng ngự bên sườn. Lưu Tinh Vũ dặn dò. Hạ Hầu Uyên tướng quân, ngươi cần xuất lĩnh hai ngàn binh lực, phụ trách mai phục. Nhiệm vụ của ngươi là khi Hạ Hầu Uyên tướng quân dẫn quân địch vào vòng mai phục, loạn tiễn cùng ném đá cùng nhau bắn ra. Hạ Hầu Uyên nghiêm nghị tuân lệnh, trong ánh mắt của hắn toát ra tín niệm kiên định. Cuối cùng, Lưu Tinh Vũ nhìn về phía nhạc tiếng, vị tướng lĩnh nhạy bén linh hoạt này sẽ làm bộ đội cơ động. Hắn nói. Nhạc tiếng, ngươi cần xuất lĩnh một ngàn binh lực, làm bộ đội cơ động. Ngươi cần căn cứ tình thế chiến trường biến hóa, tùy thời trợ giúp các phương hướng chiến đấu. Nhạc tiến gật đầu lĩnh mệnh, trên mặt hắn tràn ngập tự tin cùng quyết tâm. Sau khi sắp xếp xong nhiệm vụ cho các vị tướng lĩnh, Lưu Tinh Vũ chuyển sang Tào Tháo, nhân vật trung tâm của toàn quân. Ông nói, Thưa Chúa Công, tôi và Ngài sẽ đích thân chỉ huy lực lượng còn lại làm đội dự bị cần phải tham gia chiến đấu vào thời điểm quan trọng và chỉ huy toàn cục. Tào Tháo gật đầu đồng ý, đôi mắt sáng ngời với sự khôn ngoan và quyết đoán. Hạ Hầu Đôn xuất lĩnh 4.000 binh sĩ, rốt cục ở trên một mảnh đất trống đuổi kịp bộ đội của Lữ Bố. Lữ Bố xa xa trông thấy cờ xí của Hạ Hầu Đôn, khóe miệng nhếch lên một tia cười lạnh, hắn nói với tướng lĩnh Lý Nho bên cạnh. Quả nhiên không ngoài sở liệu của Lý Nho, Tào quân đuổi theo. Hạ Hầu Đôn lớn tiếng quát lữ bố ngươi cái này loạn thần tặc tử dám uy hiếp thiên tử giết hại bách tính lữ bố nghe vậy cười ha ha hắn khinh miệt địa nhìn xem hạ hầu đôn mắng hà hầu đôn ngươi chúa công tào tháo bất quá là cái bối chủ nhu nhược lại cũng dám như thế dõng dạc hà hầu đôn dục ngựa cầm thương khí thế như cầu vồng phóng về phía lữ bố trường thương trong tay hắn dưới ánh mặt trời lóe ra hàng quan mũi thương nhắm thẳng vào cổ họng lữ bố Lữ bố thấy thế, cười lạnh một tiếng, cô lấy phương thiên hỏa kích trong tay, nghền đón công kích của hạ hầu đôn. Trong nháy mắt hai người giao phong, chỉ thấy thương ảnh cùng kích ảnh đang vào nhau, phát ra tiếng kim loại va chạm thanh thúy. Thương pháp của hạ hầu đôn tinh xảo, mỗi một chiêu mỗi một thức đều tràn ngập lực lượng cùng kỹ xảo. Mà phương thiên hỏa kích của lữ bố uy lực kinh người, mỗi một lần huy động đều có thể mang theo một mảnh gió lốc. Trong lúc kịch chiến, Hạ hầu đôn đột nhiên một thương đâm vào ngực lữ bố, lữ bố nghiêng người tránh thoát, trở tay một kích quét về phía eo hạ hầu đôn. Hạ hầu hiên nhanh tay lẹ mắt, một thương bắn ra công kích của lữ bố, đồng thời thuận thế một thương đâm về phía cánh tay trái lữ bố. Lữ bố lắp bắp kinh hãi, vội vàng thu hồi hòa kích ngăn cản. Lý Thế Dân cùng Quách Thuận Kiệt thấy tận dụng thời cơ, xuất lĩnh kỵ binh tinh nhuệ từ hai bên dết ra, ý đồ nhất cử đánh tan tàu quân hạ hầu hiên mắt thấy thế cục bất lợi trong lòng đã sớm có kế hoạch hắn cố ý lộ ra sơ hở để lữ bố một kích đánh trúng bả vai hắn sau đó mượn thế thúc ngựa bỏ chạy lữ bố thấy hạ hầu đôn thua chạy trong lòng mừng rỡ hắn vung binh truy kích đuổi tới sâu trong rừng rậm bộ đội lữ bố đã mệt mỏi không chịu nổi phòng bị lơi lỏng đột nhiên hạ hầu uyên xuất lĩnh hai nghìn bộ đội tinh nhuệ từ trong rừng nhảy ra cung tiễn trong tay bọn họ nhắm vào bộ đội của Lữ Bố. Hạ Hầu Uyên hét lớn một tiếng, chấn động khắp nơi. Đừng đã thương huynh đệ ta, bắn tên. Theo mệnh lệnh của hắn, tên lửa giống như hỏa long bay múa trong bầu trời đêm, ánh lửa chiếu sáng cả rừng rậm. Những hỏa tiễn này tuy rằng không cách nào bắn xuyên qua thiết giáp của thiết kỵ Tây Lương, nhưng hỏa diễm của nó lại đủ để quấy rối trận hình của Đổng Trác Quân. Tên lửa đốt cỏ dại gần Đổng Trác Quân, thế lửa nhanh chóng lan tràn, toàn bộ quân trận lâm vào một mảnh hỗn loạn. Lữ bố dưới sự tẩy lễ của mưa tên, hai mắt như đuốc, nắm chặt phương thiên hòa kích, hòa kích ở trong ánh lửa lóe ra quan mang lãnh liệt. Hắn vũ động thân kích, mỗi một lần huy kích đều nương theo thế lôi đình vạn quân, ý đồ bức lui tạo quân không ngừng tới gần. Mũi tên tuy rằng không cách nào xuyên thấu thiết giáp của hắn, nhưng hỏa lực dày đặc làm cho hắn khó có thể thi triển thân pháp, càng miễn bàn cận thân giết địch. Lữ Bố lớn tiếng hô to, trong thanh âm để lộ ra uy nghiêm không thể nghi ngờ. Rút lui, mau rút lui, thanh âm của hắn ở trong hỗn loạn có vẻ đặc biệt rõ ràng, ý đồ ổn định quân tâm. Tuy nhiên, với sự đan xen của tên lửa và mũi tên, những người lính và những con ngựa đang hoảng loạn, nhiều người đã mất phương hướng và chỉ có thể chạy một cách mù quáng. Nhưng vào lúc này, nhạc tiếng xuất lĩnh tinh binh từ bên cánh vết ra. Bọn họ giống như lợi kiếm ra khỏi vỏ xông thẳng vào bộ đội của Lữ Bố. Nhạc tiếng cầm trường thương trong tay, mũi thương nhắm thẳng vào Lữ Bố, động tác của hắn nhanh chóng mà tinh chuẩn, mỗi một lần vung súng đều kèm theo tiếng gió thổi. Lữ Bố thấy thế, chỉ có thể huy kích nghênh chiến. Vũ khí của hai người va chạm trên không trung, phát ra tiếng kim loại giao kích trong trẻo. Cùng lúc đó, Hạ Hầu Đôn cũng dẫn theo bộ đội giả bại dết trở về. Bọn họ giống như mảnh hổ xuống núi sông về trận địa địch, cùng bộ đội nhạc tiến hình thành thế giáp công. Hạ Hầu Đôn cầm trường thương trong tay, làm gương cho binh sĩ nhằm phía lữ bố, thương pháp của hắn tinh xảo, mỗi một chiêu mỗi một thức đều tràn ngập lực lượng cùng kỹ xảo. Lữ bố dưới sự giáp công của hai người, thể hiện ra võ nghệ kinh người. Phương thiên hòa kích của hắn giống như linh xà vũ động, mỗi một lần huy kích đều có thể bức lui công kích của tàu quân. Nhưng mà, xích thố mã tuy rằng thần tuấn vô cùng, nhưng dưới mưa tên dày đặc cùng hỏa lực, cũng khó có thể phát huy ra toàn bộ tốc độ. Lữ bố tuy rằng thần dũng vô địch, nhưng dưới sự vây công của tàu quân, hắn dần dần cảm thấy áp lực. Trong một lần giao phong, trường thương của nhạc tiếng đâm trúng thiết giáp của lữ bố, mặc dù không có xuyên thấu, nhưng cũng làm cho lữ bố cảm thấy một trận đau nhất. Hắn rống giận một tiếng, vùng kích đánh trả, đem nhạc tiếng bức lui. Nhưng mà, trường thương của hạ hầu đông lại nhân cơ hội đâm vào eo của hắn. Lữ bố bị đau, chỉ có thể thúc ngựa bỏ chạy. Ngựa xích thố của hắn thể hiện tốc độ kinh người trong hỗn loạn, lại lao ra khỏi vòng vây trong mưa tên cùng hỏa lực. Ngay khi lữ bố cùng hạ hầu đông, nhạc tiếng đang kịch chiến say sưa trong rừng rậm, tào nhân xuất lĩnh 3.000 bộ đội tinh nhuệ đã lặng lẽ đến bên cạnh quân doanh trung quân của Đổng Trác. Tào Nhân mắt sáng như đuốc, hắn biết rõ tầm quan trọng của trận chiến này, một khi có thể thành công thiêu hủy đại doanh trung quân của Đổng Trác, chắc chắn sẽ sinh ra ảnh hưởng mang tính quyết định đối với cả cuộc chiến. Tạo nhân nhanh chóng hạ lệnh. Phóng hỏa. Theo mệnh lệnh của hắn, các binh sĩ nhanh chóng đốt đuốc trong tay, ném về phía quân doanh của Đổng Trác. Trong lúc nhất thời, ánh lửa nổi lên bốn phía, khói đặc cuồn cuộn, toàn bộ quân doanh lâm vào trong hỗn loạn. Trong đại doanh trung quân của Đổng Trác, Lý Nho thấy thế lửa nhanh chóng lan tràn, sắc mặt đại biến, vội vàng báo cáo với Đổng Trác. Thưa tướng, không tốt rồi, đại doanh trung quân của chúng ta bị quân địch đánh lén, thế lửa đã không thể khống chế. Văn, lầm lẫn, giả dối, giả dối, giả dối, giả dối. Lúc này, ngọn lửa hừng hực lan tràn trong doanh trướng Đổng Trác, ánh lửa chiếu đỏ nửa bầu trời. Đổng Trác quân hoảng hốt chạy trốn khắp nơi, tiếng khóc lóc, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Ánh lửa, khói và bóng người hỗn loạn đang xen vào nhau tạo thành một bức tranh kinh tâm động phách. Đổng Trác cùng Lý Nho mắt thấy đại doanh trung quân lâm vào biển lửa, trong lòng biết không ổn, vội vàng tổ chức thân binh hộ vệ chạy trốn. Tạo nhân thấy thế, lập tức dục ngựa giết ra, đi thẳng tới Đổng Trác. Mục tiêu của hắn rất rõ ràng, chính là muốn bắt được Đổng Trác, chấm dứt cuộc tranh chấp này. Ngư Phụ và Trương Tế xuất lĩnh bộ đội tinh nhuệ của Đổng Trác nghe tin chạy tới, ý đồ ngăn cản hành động của Tào Nhân. Tào Nhân cầm trường thương trong tay, lẽ loi một mình nên chiến hai người. Thương pháp của hắn tiêu sái tự nhiên như nước chảy mây trôi, mỗi một lần huy kích đều làm cho ngư phụ cùng trương tể cảm thấy tim đập nhanh. Dù chỉ một ngày thôi, trên mảnh đất này không có sự dối trá. Nhưng mà, trong lòng bọn họ đã sớm không còn lòng già ham chiến, thầm nghĩ mau chóng bảo vệ động trác thoát khỏi nơi đây. Bởi vậy, mặc dù ba người đánh nhau khó phân thắng bại, nhưng Thủy chung không thể phân thắng bại. Trên chiến trường, đao quan kiếm ảnh đang xen, tiếng hô sát vang rung trời. Bộ đội tàu nhân dưới ánh lửa chiếu rọi, giống như mảnh hổ xuống núi sông về trận địa địch, mỗi một lần xung phong đều khiến động trác quân cảm thấy tim đập nhanh. Mà Tào nhân một mình độc chiến ngưu phụ, trương tể cũng làm cho quân sĩ Tào tháo khí đại chấn. Khi lữ bố xuất lĩnh tàn binh bại tướng đến trước trướng quân doanh, bóng đêm đã dần dần bao phủ toàn bộ chiến trường. Sắc mặt lữ bố âm lãnh, trong mắt lóe ra quan mang kiên định. Hắn biết rõ bộ đội của mình đã bị thương nặng, nhưng giờ phút này trong lòng hắn chỉ có một tín niệm. Cứu viện động trác. Ông nhanh chóng ra lệnh cho những tàn binh còn lại tấn công phía sau tạo nhân với ý định đánh lạc hướng quân tạo và tạo cơ hội cho động trác trốn thoát. Nhưng mà, hắn cũng không ngờ tới, ở chỗ này sớm đã có lý điển xuất lĩnh phục binh chờ đã lâu lý điển thấy lữ bố đánh tới không chút sợ hãi nhanh chóng tổ chức bộ đội nghênh chiến cầm một khẩu súng dài anh ta lao về phía lữ bố cố gắng ngăn chặn chiến dịch cứu hộ của anh ta nhưng mà võ nghệ của lữ bố cao cường không ai có thể địch phương thiên hòa kích của hắn giống như tia chớp cắt qua bầu trời đêm tìm thư uyển mỗi một lần huy kích đều nương theo xu thế lôi đình vạn quân lý điển tuy rằng dũng mãnh thiện chiến nhưng ở trước mặt lữ bố lại có vẻ lực bất tòng tâm. Mặc dù Lý Điển đem hết toàn lực, đánh chết không ít binh lính động trác quân, nhưng vẫn không cách nào ngăn cản lữ bố. Lữ bố giống như mảnh hổ xuống núi sông về phía sau quân Tàu, thế không thể đỡ. Các binh sĩ Tàu quân nhau nhau nhượng bộ lui binh, không cách nào ngăn cản thế công sắc bén của hắn. Nhưng vào lúc này, Tào Tháo biết được hướng đi của Lữ Bố, nhanh chóng triệu tập bộ đội tiến hành ngăn chặn. Nhưng mà, võ nghệ của lữ bố quá mức cao cường tàu quân không ai có thể địch hắn một đường đánh ra vòng vây thành công cứu viện đổng trác trận chiến này qua đi tào tháo tuy rằng đại thắng nhưng trong lòng lại cảm thấy kiên kỵ võ nghệ của lữ bố mà đổng trác thì thừa dịp hỗn loạn thành công chạy trốn để lại mấy chục xe tài bảo cùng đông đảo vương công quý tộc hán thất để biểu dương sự anh dũng của các tướng sĩ tào tháo quyết định luận công hành thưởng Ông ra lệnh cho tất cả mọi người được thăng chức để ghi nhận thành tích xuất sắc của họ trong chiến đấu. Đồng thời, Lưu Tinh Vũ được Tào Tháo bổ nhiệm làm Điển Nông Giáo Úy. Hoàn thành nhiệm vụ động trát truy kích chiến, hơn nữa đạt được thắng lợi, khen thưởng giá trị công huân 500 điểm, vũ lực 12, trí lực 3, thống soái 5. Khen thưởng kỹ năng. Bộ binh chỉ huy, mưu lực, thuộc tính của Lưu Tinh Vũ trở thành họ và tên. Lưu Tinh Vũ danh tính không chức vụ. Đại quý nông dân thế lực sở hữu. Tào Tháo thiết kế lô. B7, 08 môn phái. Tiếu phái hệ lực lượng kiểm soát phe phái. 15% giá trị công huân. 990 lực lượng. 44, lực lượng thứ 2 trí tuệ. 72, trí tuệ B3, thống soái 23, thống soái B6, sức hấp dẫn. 76, sức hấp dẫn gây một kỹ năng. Số học bậc thầy, hậu cần sơ cấp, bộ binh chỉ huy trung cấp, mưu lược sơ cấp.